Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 661, Dương Sư Sâu Không Lường Được Thượng Một. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền tỉnh lại lần nữa. Lần này bên trong đồ thư quán chứa đựng số lượng tri thức quá nhiều, khiến cho thời gian hắn hôn mê dài hơn. Chỉ có điều, thu hoạch cũng cực lớn. Võ công, luyện đan, thuần thú, thi họa, y đạo, danh sư, độc sư. Tri thức của rất nhiều chức nghiệp xoay quanh ở trong đầu. Tất cả thành đồ của mình, không cần tốn tinh thần, tìm kiếm khắp nơi nữa. Người khác học tập những cái này, cho dù nắm giữ năng lực đã gặp qua là không quên được, không mất 8 năm 10 năm cũng làm không được. Hắn chỉ dùng một đêm nửa ngày. Để cho người ta biết được, nhất định sẽ trực tiếp nôn ra máu. Thiên tài gì, danh sư cao cấp gì, ở trước mặt loại tốc độ này, toàn bộ cũng không tính là cái gì. Căn bản không có thể so sánh được. Không hổ danh là sách thiên đạo, quả nhiên lợi hại. Trương Huyền khẽ cười. Sớm biết rằng học sinh thật sự cảm kích, hình thành sách thiên đạo rất lợi hại, thật sự sử dụng, vẫn cảm khái không thôi. Tùy tiện khiến cho mức độ tâm cảnh tăng 5.0, trực tiếp khiến cho nhiều tri thức như vậy bên trong đồ thư quán, biến thành của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất kể cái nào truyền đi, đều sẽ làm cho vô số người điên cuồng. Tác dụng của sách thiên đạo, sợ rằng cũng không phải chỉ có vậy. Đây vẫn chỉ là tác dụng hắn đánh bậy đánh bạ phát hiện ra. Tác dụng thật sự của sách thiên đạo, khẳng định không phải chỉ là hai thứ này. Xem ra sau này phải thu nhiều học sinh một chút, thu được nhiều cảm kích, mới có thể có được càng nhiều sách. Sau này cũng có thể tiến bước nhanh hơn. Xúc động xong, hắn lại sắp xếp nửa ngày, thông hiểu đạo lý tất cả tri thức, lúc này mới duỗi người, từ trong gian phòng đi ra. Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến lão gia, đã đợi cho tới chưa? Mới vừa đi tới đại sảnh, hắn đã thấy Tôn Cường tiến lên nghênh đón. Cầu kiến lão gia, ai vậy? Trương Huyền sửng sốt. Bọn họ nói là nghiệp đoàn danh sư, một người tên là Tô Phàm, một người tên là Lăng Vũ Hằng. Tôn Cường nói, Tô Phàm, Lăng Hằng Vũ. Trương Huyền không hiểu ra sao, từ đâu xuất hiện vậy? Nghiệp đoàn danh sư không phải hai người kia à? Không đúng, là Tô sư, Lăng sư. Nhớ tới cái gì, hắn thiếu chút nữa ngất đi. Trước đây lúc Khương đường chủ giới thiệu, xuất phát từ tôn trọng, vẫn không gọi thẳng kỳ danh. Bởi vậy hắn cũng không biết Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng là ai. Chỉ có điều, từ nghiệp đoàn danh sư đến, lại muốn tìm, lão gia Dương Huyền, không phải hai người này, thì là ai? Không phải nói rõ, Dương sư tới sẽ báo lại với bọn họ sao? Thế nào mới sáng sớm lại chạy tới? Mình còn chưa từng chuẩn bị được gì. Hai danh sư tứ tinh, thực lực vượt qua cường giả siêu cấp chí tôn. Sáng sớm lại tới đây, còn chờ cho tới chưa? Người an bài bọn họ tới chỗ nào? Phòng tiếp khách hay phòng nghị sự? Nghĩ đến để cho người cấp bậc cao như vậy chờ đợi, khóe miệng Trương Huyền lại giật một cái, không nhịn được hỏi. Còn phòng tiếp khách, phòng nghị sự, bọn họ muốn bái kiến Dương sư, không cầm vật gì theo, tay không lại tới, đùa gì thế? Tôn Cường hừ một tiếng, trong giọng nói đầy khinh bỉ. Loại người không lễ phép này, ta trực tiếp để cho bọn họ ở bên ngoài chờ, căn bản không để cho tiến vào. Nếu không nể tình là từ danh sư đường tới, sợ rằng đã trực tiếp đuổi đi. Loại người gì vậy, một chút quy củ cũng không hiểu. Phù phù. Còn chưa nói dứt lời, hắn đã thấy, thiếu gia, trước mắt thân thể thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Thiếu gia làm sao vậy? Tôn Cường vội vàng nâng dậy. Thế nào? Trương Huyền thiếu chút nữa thì khóc lên. Em gái ngươi, ngươi biết hai người kia cấp bậc gì không? Lại nói ra lời này. Người này thành sự không đủ, bại sự có thừa, tại sao mình tìm một người ngu ngốc như vậy làm quản gia chứ? Đây chính là danh sư tứ tinh, trực tiếp để người ta đợi ở bên ngoài cho tới trưa. Lá gan thật là lớn. Trương Huyền có phần kích động muốn nôn ra máu. Không quản giáo tốt được, sợ rằng sớm hay muộn sẽ có một ngày cũng bị người này hại chết. May mà hai vị này danh sư tính tình tốt, nếu không, giây phút trở mặt, tiêu diệt toàn bộ Thiên Vũ Vương Thành cũng không phản kháng được. Muốn mắng đối phương vài câu, lại nghĩ đến loại chuyện này, hắn vẫn là vị, Dương sư, đích thân ra tay dạy bảo, lập tức cảm thấy tâm đắc không gì sánh được. Mau mời bọn họ đến. Cố nén phiền muộn, hắn phân phó một tiếng, còn chưa nói dứt lời, hắn lại lắc đầu. Giống như trước đây, dẫn bọn họ tiến vào. Ta hiện tại lại liên hệ với sư phụ.
nếu đối phương muốn bái kiến, lão gia, nhất định là xem mình làm tồn tại cung cấp. Nếu như đột nhiên thay đổi thái độ, trái lại phiền phức càng nhiều. Dù sao cũng từng giả vờ cao nhân rồi, cùng lắm thì giả vờ một lần nữa. Không giả vờ cũng không được. Quản gia cũng hạ mã uy cho người ta, nếu như thực lực của vị, Dương Sư, này không bằng người ta, còn không phải trực tiếp trở mặt sao? Vâng. Tôn Cường đi ra ngoài. Thấy hắn rời khỏi, Trương Huyền lấy quần áo từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra, mặc ở trên người, vận chuyển pháp quyết ngụy trang, cơ bắp chuyển động một hồi, dáng vẻ biến hóa giống hệt với Dương Huyền. Chỉ có điều, dựa theo thực lực thăng cấp, tâm cảnh trống trải, so với thời điểm ở Thiên Huyền Vương Thành, có vẻ càng có khí chất hơn. Ngụy trang tốt, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề gì, lúc này hắn mới ngồi ở chủ vị của phòng tiếp khách, cầm chén trà lặng lặng chờ. Thời gian không lâu, hai người ở dưới sự hướng dẫn của Tôn Cường đi đến. Không ngoài dự đoán, chính là Tô Sư, Lăng Sư. Hai vị, đây chính là lão gia nhà chúng ta, Dương Sư. Đi vào gian phòng, thấy lão gia quả nhiên ở đây, Tôn Cường thoáng sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức tự hào giới thiệu. Chương 662, Dương Sư sâu không lường được thượng hai. Tô Phàm ra mắt Dương Sư. Hai người ôm quyền, đồng thời nhìn lại. Tuy rằng thông qua Trương Huyền, biết vị Dương Sư này khẳng định rất lợi hại, nhưng để cho bọn họ ở bên ngoài đợi cho tới trưa, trong lòng vẫn còn có chút mất hứng. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là danh sư tứ tinh, thân phận không thấp. Chờ đợi như vậy, nói rõ đối phương căn bản không coi bọn họ vào đâu. Bởi vậy, vừa đến, bọn họ lại cẩn thận quan sát, muốn xem thử vị Dương Huyền này rốt cuộc có lợi hại giống như trong lời đồn đại hay không. Liếc mắt thoáng nhìn, tất cả đều nhướng mày. Vị trước mắt này, cơ bắp xương cốt không phù hợp so với bình thường, có sự thay đổi, hiển nhiên là cố ý ngụy trang. Mặc dù không nhìn ra dáng vẻ trước khi ngụy trang, nhưng da trơn nhẵn sạch sẽ, lực sinh mạng tràn đầy, tuổi chắc chắn sẽ không quá lớn. Cho dù trên đời này có cách nói, thiên tài, nhưng người thiên tài mấy đi nữa, trưởng thành cũng cần 5 tháng. Tuổi không lớn lắm, bản lĩnh chỉ sợ cũng là có hạn. Vị Dương Sư này tuổi không lớn lắm. Nhìn ra những điều này, Tô Sư không nhịn được truyền âm. Là không lớn, chỉ có điều, thực lực của hắn, ta không nhìn ra. Lăng Sư nhăn mày lại. Bọn họ đều là tồn tại siêu cường vượt qua chí tôn. Chỉ cần thực lực không vượt qua, có thể dễ dàng nhìn ra. Nhưng, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì. Sợ rằng vị trước mắt này, so với bọn họ, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Ừ, Tô Sư gật đầu. Hắn cũng nhìn không ra. Không nhìn ra tu vi, có hai loại khả năng. Đầu tiên, thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ. Thứ hai, công pháp tu luyện cao cấp hơn nhiều so với bọn họ, chân khí tinh thuần đến mức bọn họ khó có thể phát hiện. Hai loại này, bất kể loại nào, đều nói rõ vị Dương Sư này không đơn giản. Nhìn xong chưa? Đang muốn tiếp tục quan sát, thuận tiện mò mẫn tới cùng, lại thấy Dương Sư trước mắt tiện tay cầm ấm trà lên, chậm rãi rót một chén nước, đầu cũng không chuyển, giọng nói khe khẽ vang lên. Đã sớm nghe nói rất nhiều sự tích về Dương Sư, còn đào tạo ra loại học sinh giống như Trương Sư, trong lòng hiếu kỳ, không khỏi có chút thất lễ, mong thứ lỗi. Bị người trực tiếp vạch trần, có chút xấu hổ, hai người Tô, Lăng mỉm cười, nhìn nhau, ngồi xuống. Không sao. Rót nước trà xong, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua. Thấy hắn quay đầu lại, hai người này mới nhìn rõ dáng vẻ. Khoảng chừng 30 tuổi, có chút anh tuấn. Bọn họ đang nhớ lại tư liệu rất nhiều danh sư trong đầu, muốn xem thử ai có thể tương tự với vị trước mắt này, liền thấy mắt đối phương trong suốt thấy đáy. Nhìn thấy được đôi mắt này, Tô Sư, Lăng Sư hít thở lập tức dồn dập, trợn tròn mắt. Vén trà vừa bưng lên thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đây là mắt Minh Lý. Đôi mắt trước mặt, từng hoa văn chảy xuôi ở trong đó, thâm trầm nhìn xa trông rộng, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Chỉ nhìn một chút, một cái tên lại xông ra. Mắt Minh Lý. Năng lực siêu cường chỉ có danh sư lục tinh mới có cơ hội lĩnh ngộ. Có người nói có thể liếc mắt nhìn thấu bản chất của sự vật. Vốn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn đại, không nghĩ tới lại có thật. Còn nhìn thấy được ở trên người vị trước mắt này. Lẽ nào? Môi của hai người đồng thời run lên. Chẳng lẽ vị Dương Sư này trước mắt là một vị danh sư đã ngoài lục tinh? Nếu quả thật là như vậy, chậm trễ bọn họ trước đó cũng nói qua được. Danh sư đạt được lục tinh, tạm thời không nói tới nhãn giới và năng lực hiệu triệu, chỉ dựa vào tu vi,
loại tồn tại cấp bậc như Liên minh Vạn Quốc, tiện tay có thể hủy diệt. Loại cường giả này, đừng nói chậm chế bọn họ, cho dù sỉ nhục một trận, bọn họ cũng không dám nói thừa. Đây là chênh lệch về thực lực và đẳng cấp. Danh sư, cấp bậc càng cao, chênh lệch cũng lại càng lớn. Đặc biệt là sau khi đến ngũ tinh, mỗi một chênh lệch cũng như trời và đất, không thể so sánh nổi. Danh sư nhị tinh, muốn chiến thắng 10 vị danh sư nhất tinh không quá dễ dàng. Nhưng một danh sư lục tinh, 100 danh sư ngũ tinh, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Bù! Trong lòng của hai người kinh hãi, chỉ thấy trong ánh mắt cách đó không xa, hoa văn lóe lên biến mất. Dương sư lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, thần sắc thản nhiên nhìn qua. Tô sư, Lăng sư, thân là danh sư tứ tinh, tới đây tìm Dương mỗ, không biết vì chuyện gì. Ách! Tô sư im lặng. Vốn có cho rằng vị Dương sư này cùng bọn họ không khác biệt lắm. Cho dù lợi hại, tối đa cũng chỉ là tứ tinh đỉnh phong, ngũ tinh. Như vậy cũng có thể trao đổi với nhau. Không nghĩ tới, đối phương thoáng chốc dùng ra mắt minh lý chỉ có danh sư lục tinh mới có cơ hội lĩnh ngộ. Cũng lại cho thấy thực lực, tuyệt đối không ở dưới lục tinh. Cùng cấp bậc, có thể nói là giao lưu. Với loại cường giả này, giao lưu thế nào? Thật muốn nói đến thỉnh giáo, cũng quá mức liều lĩnh. Là như vậy, chúng ta có một việc muốn làm phiền Trương sư, không biết hắn có thể đã bàn bạc với Dương sư hay không? Lăng sư phản ứng tương đối nhanh, vội hỏi. Đúng, đúng, chúng ta tới chính là vì chuyện này. Tô sư cũng vội vàng gật đầu. Là chuyện tham gia thi đấu danh sư sao? Trương Huyền nhướng mày. Còn tưởng rằng hai cường giả này, liều mạng tìm, Dương sư, muốn làm gì? Không nghĩ tới vẫn là chuyện này. Trước đây đối phương nói muốn mình và, lão sư, bạc bạc một chút, xem ra thật sự là để ý. Đúng, Trương sư chưa đầy 20, lại có thiên phú và thực lực như vậy. Nếu thật sự tham gia, tất nhiên nổi danh khắp thiên hạ. Tô sư vội vàng giải thích, còn chưa nói dứt lời, liền nghe được một hừ lạnh vang lên. Học sinh của ta, có thể nổi danh khắp thiên hạ hay không, còn cần so tài chứng minh sao? Dương sư vẫy bàn tay một cái. Nực cười. Cái này. Tô sư, Lăng sư đều nhất thời run rẩy, sắc mặt đồng thời trắng bệch. Chương 663, sâu không lường được Dương sư chung một. Vị trước mắt này có thể là danh sư vượt qua lục tinh, học sinh Trương Huyền lại liên tục phá tan vô số kỷ lục của nghiệp đoàn. Nếu thật muốn dương danh thiên hạ, quả thật không cần bất kỳ chứng minh nào. Chỉ cần nói ra là học sinh của hắn, lại đủ để khiến cho vô số thiên tài hâm mộ, ghen tị. Dương sư đừng trách, là ta nói lỡ lời. Tô sư vội vàng xin lỗi. Được. Trương Huyền khoát tay áo. Nếu như chỉ là chuyện này, các ngươi có thể đi về. Trương Huyền có nguyện ý tham gia hay không, hoàn toàn dựa vào quyết định của cá nhân hắn. Ta sẽ không hỏi nhiều. Ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn dắt, chỉ điểm, không phải là bảo mẫu, chuyện gì cũng phải quản. Là chúng ta lỗ máng. Nghe được trong giọng nói có ý đuổi khách, Tô sư, Lăng sư cũng vội vàng đứng lên, có chút do dự. Đang muốn từ biệt, người trước cắn răng một cái. Hôm nay có may mắn nhìn thấy Dương sư, vừa rồi thật là trên tu luyện có chút mơ hồ, còn muốn hỏi. Hy vọng có thể nhận được Dương sư chỉ điểm. Đây chính là danh sư siêu cấp vượt qua lục tinh, cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một vị. Thật vất vả mới gặp được, không hỏi thăm một vài vấn đề, trở lại khẳng định hối hận. Có mơ hồ gì? Nắm đấm nhất thời siết chặt, trên mặt Trương Huyền lại biểu hiện hoàn toàn không để ý chút nào. Ngụy trang danh sư cấp bậc cao, sợ nhất chính là cái này. Chỉ có điều, một khi đối phương mở miệng, vẫn không thể không trả lời được. Bị người lên án là chuyện nhỏ, khẳng định còn có thể bị nghi ngờ. Thấy đối phương cũng không có ý cự tuyệt, Tô sư thở phào nhẹ nhõm, trong mắt vui mừng, vội vàng mở miệng. Công pháp ta tu luyện là tiểu thuần dương công, mỗi lần vận hành đến thời điểm thất chuyển, đều cảm thấy thân thể giống như bị xé rách, không có cách nào tiếp tục. Không biết là vì loại nguyên nhân nào. Tiểu thuần dương công. Hai mắt Trương Huyền biến thành màu đen. Tuy rằng dung hợp vô số tri thức của Thiên Vũ Vương quốc, nhưng tên môn công pháp này một lần hắn cũng chưa từng nghe qua, càng đừng nói cái gì gọi là lục chuyển, thất chuyển. Tu luyện một chút, cho ta xem thử. Trong lòng hắn phiền muộn, dù sao trải qua rất nhiều chuyện như vậy, Trương Huyền cũng không hoảng hốt, từ từ nâng chén trà lên, mí mắt thoáng nâng lên, cử chỉ trầm ổn ưu nhã. Vâng, Tô sư gật đầu. Danh sư chỉ điểm, trước hết phải xem tu luyện, mới có khả năng bốc thuốc đúng bệnh. Thân thể thoáng động.
tới chính giữa đại sảnh, khoanh chân ngồi xuống, hai tay vòng quanh. Linh khí nồng đậm mạnh mẽ, lập tức tập trung lại. Tăng 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 tăng. Không khí bị hút ra với tốc độ quá nhanh, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Lợi hại. Nhìn thấy được tốc độ đối phương hấp thụ linh khí, lông mày Trương Huyền thoáng giật. Không hổ danh là danh sư tứ tinh, quả nhiên không tầm thường. Chỗ thiếu hụt. Đối phương tu luyện, chẳng khác nào có căn cứ, tinh thần thoáng động, một quyển sách xuất hiện ở đồ thư quán. Hắn tiện tay mở ra, cúi đầu nhìn qua. Tô Phàm, danh sư tứ tinh sơ kỳ, cường giả hóa phàm, trưởng lão của danh sư đường liên minh vạn quốc. Tu luyện công pháp tiểu thuần dương công, chỗ thiếu hụt. Phía trên ghi chép chi chít nội dung kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi dung nhập tất cả tri thức bên trong đồ thư quán vào trong đầu, hắn đã biết, trên võ giả cửu trọng, chính là hóa phàm. Võ giả cửu trọng, là tu luyện lực lượng của phàm nhân tới cực hạn, sau đó có khả năng hóa đi phàm trần, vào linh nhập thánh. Hóa phàm cảnh, giống như võ giả, cũng là 9 tầng. Cấp bậc cụ thể, loại sách trong Thiên Vũ Vương quốc, cũng không giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có điều, có thể là cường giả hóa phàm, nói rõ vị trước mắt này dĩ nhiên vượt qua phạm chủ chí tôn. Bất kể trình độ thân thể, tinh thần hay sinh mạng, đều đạt tới cấp độ cực cao. Thật giống như trong binh khí, chênh lệch giữa quỷ binh và linh binh. Không thể so sánh nổi. Xem xong chỗ ghi chép thiếu hụt trên sách, trên mặt Trương Huyền lại lộ ra vẻ cổ quái. Ngay từ lúc Tô Sư bắt đầu tu luyện, Lăng Sư lại đưa mắt tập trung ở trên người vị Dương Sư trước mắt này. Bệnh xấu này của lão hữu, hắn cũng biết, tìm đọc qua vô số tư liệu, thậm chí cũng thông qua tường đưa tin, hỏi thăm qua về phía nghiệp đoàn cấp bậc cao hơn. Đáng tiếc, không ai có thể giải đáp. Nếu hỏi ra, vừa lúc hắn cũng muốn xem thử một chút, đối phương quan sát như thế nào, chỉ điểm như thế nào. Một nhân vật siêu cường có thể chỉ điểm ra loại thiên tài siêu cấp như Trương Huyền này, danh sư hư hư thực thực vượt qua lục tinh siêu cấp, tại hiện trường quan sát, lập tức chỉ điểm, có thể học tập thật tốt, đối với thăng cấp của hắn, khẳng định cũng có trợ giúp rất lớn. Ánh mắt hắn tập trung, nghiêm túc học tập. Chỉ có điều, nhìn một hồi, chân mày nhăn thành một đống. Trong lòng hắn xuất hiện liên tiếp nghi vấn. Danh sư chỉ điểm, để cho đối phương tu luyện công pháp, võ kỹ, sau đó nghiên cứu cẩn thận. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng, vị trước mắt này, chỉ ngồi ở tại chỗ liếc mắt thoáng nhìn, lại nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Làm cái gì vậy? Ngươi không phải có mắt minh lý sao? Không nên sử dụng loại năng lực đặc biệt này, quan sát vấn đề trong tu luyện, tìm ra mấu chốt sao? Vì sao không dùng? Hơn nữa, cho dù sử dụng mắt minh lý, vấn đề trên công pháp, không giống với võ kỹ, cũng có thể xem thêm vài lần, thậm chí hỏi thăm nội dung trong đó, mới có khả năng đưa ra quyết định. Chẳng quan tâm, nhắm mắt giống như đang ngủ, đây là phương pháp gì? Lăng sư không hiểu ra sao. Danh sư chỉ điểm cho người ta, giống như y sư, cũng cần cẩn thận quan sát, mới có khả năng tìm kiếm chỗ thiếu hụt, bốc thuốc đúng bệnh. Làm danh sư tứ tinh, biết không dưới vạn loại phương pháp quan sát. Cũng không có một cái nào, là tùy tiện liếc nhìn một chút, lại nhắm mắt đờ người ra. Sẽ không phải, cũng không có cách nào giải quyết chứ. Một ý nghĩ xông ra. Nắm giữ mắt minh lý, hắn ngược lại không nghi ngờ đối phương là cao thủ giả mạo. Chỉ là hắn lo lắng cho bằng hữu tốt, rất sợ lần này lại là vô công trở về. Không cần luyện nữa. Đang nghi ngờ, chỉ thấy Dương Sư cách đó không xa lại mở mắt, trên mặt không hề bận tâm, không buồn không vui. Vâng. Tô Sư ngừng lại, vẻ mặt mong chờ nhìn qua. Dương Sư, có thể tìm được phương pháp giải quyết sao? Lăng Sư chấn động. Liếc mắt thoáng nhìn, ngay sau đó nhắm mắt lại, cái gì cũng chưa từng làm. Chẳng lẽ như vậy liền nhìn ra chỗ mấu chốt, tìm được biện pháp giải quyết? Chương 664, sâu không lường được Dương Sư trung hai. Phương pháp. Trương Huyền lắc đầu. Trên tu luyện, hắn không có bất kỳ vấn đề gì. Tiểu thuần dương công, cũng phù hợp với thể chất. Vậy, hai người đồng thời sửng sốt. Tu luyện không thành vấn đề, công pháp lại phù hợp, vậy vì sao tu luyện tới thất chuyển, lại không có cách nào tiếp tục? Ngươi muốn trùng kích bát chuyển. Không trả lời lời của đối phương, Trương Huyền nhìn qua. Đúng, thất chuyển đã vây khốn ta hơn 5 năm, trước sau không có cách nào đột phá, không tìm được con đường. Tô Sư liền vội vàng gật đầu. Hắn tu luyện tiểu thuần dương công, công pháp linh cấp. Từ khi vừa mới bắt đầu tu luyện, đến bây giờ đã không dưới 50 năm, vô số năm tháng thấm dần. Vốn tưởng rằng,
có thể không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, đột phá đến cửu chuyển, đạt được cảnh giới đại viên mãn, do đó trùng kích danh sư ngũ tinh. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, sẽ dừng lại ở thất chuyển không bất kỳ biện pháp nào. Liên tục 5 năm, vẫn không có cách nào tiến bước, hỏi thăm không biết bao nhiêu danh sư, thậm chí mấy vị trưởng lão của nghiệp đoàn liên hợp cùng nhau quan sát qua, cũng không có bất kỳ kết luận nào. Muốn trùng kích bát chuyển, lại nghe ta phân phó, không được có bất kỳ kháng cự và bất kỳ do dự nào. Chậm rãi đi tới, Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng. Được. Tô sư cắn răng. Đây chính là một vị cường giả dạy dỗ ra danh sư được trời thừa nhận. Nếu như mở miệng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần cơ hội tốt nhất. Rất tốt, hiện tại bắt đầu tu luyện, thời điểm luyện đến thất chuyển, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đột phá. Chỉ có điều, trước đó, cần phải nhắm mắt lại, không quan tâm không hỏi, toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp. Trương Huyền khoát tay. Vâng. Hít sâu một hơi, Tô sư ngồi xuống khoanh chân, lại muốn tu luyện. Không thể ngồi, phải đứng lên, Trung Bình Tấn. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Trung Bình Tấn tu luyện. Tô sư thoáng sửng sốt một chút, chỉ có điều, không do dự bao lâu, lại gật đầu. Đạt được loại cấp bậc tu vi như hắn vậy, hoàn toàn có thể phân tâm sử dụng. Đừng nói Trung Bình Tấn tu luyện, cho dù tu luyện ở trong quá trình đánh quyền, cũng hoàn toàn có thể làm được. Bắt đầu đi. Hiểu rõ yêu cầu, Tô sư hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Ục ục ục. Linh khí trong không khí lại bị hút vào trong cơ thể, giống như ở trong sôi dầu cho thêm giọt nước, liên tiếp phát ra tiếng động. Tiểu thuần dương công, dương khí cao, lực lượng hùng hồn, sử dụng trong loại công pháp cùng cấp bậc này, vô cùng cường đại. Chính vì vậy, Tô sư, Lăng sư đều là tứ tinh sơ kỳ, người này lại nắm giữ địa vị cao hơn. Thấy đối phương nói bắt đầu liền bắt đầu, lập tức tiến vào cảnh giới tu luyện quên đi chính mình, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Chắp tay sau lưng đi vòng quanh đối phương một vòng, nhìn về phía Lăng sư cách đó không xa. Có muốn giúp hắn hay không? Lăng sư sửng sốt. Giúp thế nào? Thế nào không phải ngươi vẫn muốn chỉ điểm sao? Thế nào còn có chuyện của ta? Nghe ta phân phó là được. Trương Huyền nói. Được. Lăng sư đáp ứng. Đối phương nhìn một chút, lại nhắm mắt lại, vốn khiến cho hắn nghi ngờ. Hiện tại lại bảo hắn hỗ trợ. Lập tức khiến cho lòng hiếu kỳ của hắn dâng lên. Hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc đối phương dùng phương pháp gì, làm cho đột phá bát chuyển, lại muốn hắn giúp thế nào. Tạm thời chờ đã. Thấy hắn đáp ứng, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, đứng yên lặng tại chỗ, hoàn toàn không có chút biểu tình nào. Ục ục ục. Tô sư ở một bên, dựa theo tu luyện, khí tức cả người dần dần tăng cao, như rồng như hổ, kích động khí tức lại khiến cho người ta hoảng sợ. Tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển. Cảm nhận được khí tức trên người đối phương, sắc mặt Lăng sư càng lúc càng nghiêm trọng. Hai người hết sức quen thuộc, cũng biết mấu chốt của tiểu thuần dương công, từng thấy đối phương tu luyện. Bởi vậy, đối với vài lần công pháp vận chuyển trong cơ thể đối phương, hắn biết hết sức rõ ràng. Răng rắc, lục chuyển qua đi, ngay từ lúc thất chuyển lúc đầu, xương cốt Tô sư lập tức phát ra âm thanh, rắc rắc, giống như là vật gì bị xé rách, cơ bắp toàn thân nứt ra. Máu tươi phụt ra. Thời gian trong nháy mắt, Tô sư vốn nho nhã, lại biến thành một người giống như ác quỷ từ địa ngục đi ra. Dương sư, Tô sư, có khả năng lập tức không kiên trì nổi nữa. Nhìn thấy được bộ dạng này của lão hữu, Lăng sư biến sắc, đầy sốt ruột. Quen thuộc với đối phương, biết lúc này đã đạt đến cực hạn có thể kiên trì. Tiếp tục nữa, không có cách nào không đột phá là chuyện nhỏ, rất dễ dàng khiến bản thân bị trọng thương. Chính là bởi vì thân thể không chịu nổi, liên tục 5 năm, thực lực của lão hữu hoàn toàn không tiến triển chút nào, lúc này mới tìm hiểu xung quanh, thậm chí nghe được Dương sư lợi hại, lập tức tới hỏi thăm. Ừ, có thể bắt đầu, đưa lỗ tai qua đây. Trương Huyền gật đầu, ngoắc tay. Vâng, Lăng sư vội vàng đi tới. Người bây giờ chỉ cần như vậy. Thấy hắn đi tới trước mặt, Trương Huyền truyền âm, nói kỹ càng tỉ mỉ bí pháp của mình một lần. Cái này, nghe xong bí pháp của hắn, khóe miệng Lăng sư giật một cái, trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ ở tại chỗ, sắp muốn khóc. Trời ạ, đây phương pháp gì? Ngươi là muốn ta giết chết hắn sao? Làm vậy, thật có thể được sao? Chương 665, Dương sư sâu không lường được hạ một. Có thể thử xem. Nói xong, thần sắc Trương Huyền thản nhiên ngồi xuống, lại rót đầy một chén nước trà, yên tĩnh thưởng thức.
thử. Lăng sư nôn ra máu. Phương pháp ngươi nói ra, rõ ràng là muốn giết người. Vốn tưởng rằng chắc chắn thành công rất lớn, không nghĩ tới chỉ là thử. Nếu chẳng may không thành công, tổ sư có thể chết. Ta cũng không muốn gánh trên lưng tội danh tàn sát đồng liêu. Dương sư, có thể còn có biện pháp khác hay không? Do dự hồi lâu, lăng sư không nhịn được nhìn qua. Trương Huyền mặc kệ, yên tĩnh ngồi ở tại chỗ, đầu cũng không chuyển. Thấy bộ dáng này, lăng sư biết, cho dù có khẳng định cũng không muốn nói. Hắn lại nhìn về phía tô sư cách đó không xa, vẻ mặt dầu dĩ. Chuyện gì thế này, vấn đề là tô sư, muốn đột phá thất chuyển cũng là hắn, khó xử lại là mình. Như thế nào, nhanh lên một chút, ta không chịu nổi. Không biết làm như thế nào cho phải, chỉ thấy vẻ mặt tô sư dữ tợn kêu lên. Thất chuyển, đã kiên trì một hồi, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, khẳng định lại bị trọng thương, kết thúc trong thất bại. Trước kia tu luyện, đều như vậy, tu luyện một lần, tu dưỡng chỉ ít một tháng. Tô sư cũng rất phiền muộn, người này làm cái gì vậy? Lão hữu nhiều năm, Dương sư đã nói ra bí pháp giải quyết, động tác lại nhanh lên một chút. Do dự như vậy làm gì? Lẽ nào muốn trơ mắt nhìn ta lại trùng kích thất bại sao? Lại quay về trên giường tiếp tục nằm sao? Được rồi. Hắn đang muốn tiếp tục dục, lại thấy lăng sư cắn răng một cái đi tới, vẻ mặt đồng tình. Tô sư, thật xin lỗi. Xin lỗi. Tô sư sửng sốt, sử dụng bí pháp giúp ta đột phá thất chuyển, đây là giúp ta. Xin lỗi, có ý gì? Hắn đang nghi ngờ, còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã thấy một bàn chân quay về phía hắn, đạp mạnh tới. Ngươi! Nhìn thấy được mức độ của bàn chân này, tổ sư nhất thời khiếp sợ đến mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa ngất đi. Nếu thật sự bị đá trúng, không cần suy nghĩ, tuyệt đối tàn phế. Tuy rằng người đã già, không thế nào sử dụng, nhưng cũng là vật trên người. Ngươi làm cái gì vậy? Không nên cử động. Thân thể vận chuyển, đang muốn né tránh, bên tai liền nghe được giọng nói nghiêm nghị của Dương sư, hắn có chút do dự, bàn chân của lăng sư tự nhiên đi tới trước mặt, lại né tránh không được nữa. Sắc mặt tô sư thoáng chút vặn vẹo đến mức co giật, trước mắt tối sầm, một cơn đau đớn kịch liệt từ trong quần truyền đến, khiến cho hắn thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Lăng Vũ Hằng, lão tử với ngươi còn chưa xong đâu. Trong lòng gào thét một tiếng, đang muốn xé nát người này. Chỉ thấy trước mắt tối sầm, một bàn tay lấp đập về phía đầu. Đạp một cước trúng trong quần, chắc là thấy mình không chết, lại một cái tát đánh ra. Ngươi! Tô sư khóc. Dương sư không phải bảo ngươi thi triển bí pháp sao? Đánh ta làm cái gì? Đạp một cước qua, có phải cảm thấy tàn phế còn không đã nghiền, muốn ngay cả cái mạng cũng lấy đi hay không? Hắn buồn bực sắp muốn phát điên, muốn né tránh, lại phát hiện căn bản tránh không xong. Thực lực của hai người tương đương nhau, cho dù có thể thắng được đối phương, cũng ít nhất phải sau nghìn chiêu. Bây giờ bị đạp một cước sắp tàn phế, đau tới mức một chút lực lượng cũng không có, chống đỡ như thế nào được. Huống gì đối phương vừa ra tay, chân khí lại bao phủ bốn phía xung quanh, giống như lồng giam, chưa kịp giãy ra, bàn tay của đối phương đã hung hăng rơi vào trên đầu. Trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Ngay sau đó, tô sư lại cảm thấy một lực lượng hung bạo mạnh mẽ bất chợt từ đan điền sinh ra, lại cũng không kìm chế được, rít gào một tiếng. Ầm ầm. Sóng khí khổng lồ mang theo tất cả cuốn ra, khiến mặt đất nổ mạnh, đầy vết nứt. Cái bàn gần đó cũng biến thành bột mịn. Răng rắc. Chân khí vận chuyển đã dừng lại, dường như ăn phải thuốc đại bổ, trong chớp mắt hình thành dòng nước lũ, phá tan vô số gông cùm xiềng xích, lại vận chuyển một vòng. Bát chuyển. Thành công. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể cuồng bạo, không ngừng không nghỉ, tô sư từ trong đau đớn tỉnh táo lại. Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó lập tức mừng như điên. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, bình chứng tu luyện quấy rầy hắn tròn 5 năm, lại đột phá như thế. Quả nhiên được sao? Vốn tưởng rằng đạp tàn phế lão hữu, lại một cái tát đánh hắn sắp chết, thuyền nhỏ hữu nghị khẳng định đã lật ngược. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, hơi thở đối phương đột nhiên tăng mạnh. Đột phá gông cùm xiềng xích thất chuyển. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía Dương sư cách đó không xa. Chỉ thấy đối phương hình như đã sớm nghĩ tới kết cục này, vẫn yên tĩnh uống trà, thân thể không nhúc nhích chút nào. Hội trưởng, thậm chí danh sư ngũ tinh cũng không giải quyết được vấn đề này. Một cước, một trưởng lại giải quyết được. Miệng mở ra, thân thể lăng sư run rẩy.
giáo dục ra học sinh lợi hại như Trương Huyền, sớm biết rằng vị Dương sư này không đơn giản. Nhưng, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Liếc mắt một cái, lại nhìn ra chỗ có vấn đề, tìm được phương pháp giải quyết. Ngay cả mắt Minh Lý cũng không có vận dụng. Phần thực lực này, dĩ nhiên vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là, phương pháp giải quyết, quá trò đùa. Chương 666, Dương sư sâu không lường được hạ 2. Sau khi hết khiếp sợ, hắn lại bất đắc dĩ một hồi. Người khác chỉ điểm, đều đổi công pháp, ghi rõ tuyến đường tu luyện, dùng các loại đan dược. Người này thì hay rồi, một cước một trưởng lại giải quyết vấn đề. Đơn giản thì đơn giản, nhưng... Vừa nghĩ tới một cước vừa rồi, khóe miệng hắn liền không nhịn được co giật. Lần này, cho dù không tàn phế, cũng ít nhất phải tu dưỡng 2 tới 5 năm, không chắc có thể sử dụng được. Cảm ơn Dương sư trợ giúp ta đột phá. Lúc này, Tô sư cuối cùng tu luyện xong, khí tức rõ ràng tăng lên một mảng lớn, hưng phấn ôm quyền. Thành công đột phá bát chuyển, thực lực cũng thăng cấp tương ứng. Tuy rằng vừa đột phá, còn không quá vững chắc, lại bước ra khỏi cửa ải vây khốn hắn tròn 5 năm. Chỉ có điều, đột phá thì đột phá, cái giá phải trả cũng có chút quá cao. Đau đớn sắp không nhúc nhích nổi, trên đầu mồ hôi lạnh tuôn ra, hai chân mềm nhũn. Nếu không phải bận tâm tới hình tượng, chỉ sợ hắn sớm đã cúi người xuống, lại không kiên trì nổi. Ừ, đặt chén trà xuống, Trương Huyền đứng dậy, thản nhiên nhìn qua. Đã hiểu ra nguyên nhân. Vẫn mong Dương sư nói rõ ràng. Hai người đồng thời nhìn qua. Đá một bước, đánh một trưởng lại có thể đột phá. Đây là điều bọn họ trước đó có nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Thậm chí tận mắt nhìn thấy được, vẫn cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thấy bọn họ còn không có hiểu được, Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía Tô sư. Người tu luyện chính là tiểu thuần dương công, thể chất cũng thuộc tính dương, cùng công pháp xứng đôi, không có bất kỳ vấn đề gì. Dựa theo đạo lý, thành công tu luyện tới bát chuyển, cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, ánh mắt thâm thúy, Trương Huyền lộ ra một vẻ thương tiếc. Thời gian thấm thoát, tuổi trôi qua, dựa theo sức sống trong cơ thể suy yếu, thân thể thuộc tính dương đã không theo kịp. Nếu như ta không nhìn lầm, người bây giờ chắc hẳn là đối với nữ nhân không hứng thú quá lớn. Ta, Tô sư xấu hổ, dựa theo cơ năng của thân thể suy yếu, tuổi tác càng lúc càng lớn, quả thật đối với nữ nhân không có tình cảm mãnh liệt giống như trước đây. Chỉ có điều đây là bí mật của hắn, hắn cũng giữ mình trong sạch, bị đối phương mở miệng nói ra, lập tức xấu hổ đến mức gương mặt đỏ ửng. Nam nhân, sợ nhất lại là bị người nói không được. Ngay cả nữ nhân cũng không có hứng thú, nói rõ dương khí dĩ nhiên suy nhược. Dương khí không sinh ra, tu luyện công pháp thuần dương, lợi hại hơn nữa, lại làm sao có khả năng tự do như ý được. Không để ý tới sự xấu hổ của đối phương, Trương Huyền tiếp tục nói. Trong quần, không chỉ là tiêu chí của nam nhân, còn là nơi khởi nguồn của dương khí. Muốn khiến cho tiểu thuần dương công vận chuyển thêm, chỉ có nơi này. Lăng sư ra tay bạo lực, sử dụng lực lượng cuồng bạo trùng kích, khiến cho dương khí chồng chất trong đó, trong nháy mắt tuôn ra. Lực lượng đột nhiên chợt tăng lên không chỉ gấp đôi. Đương nhiên, lực lượng tăng mạnh, cũng không thể bảo đảm nhất định đột phá thất chuyển. Vì bảo đảm, ta bảo hắn công kích thêm phần đầu của ngươi. Đầu, cũng có nhiều dương khí. Chỗ khởi nguồn bị đánh tan, dương khí phân tán ra bốn phía, sẽ tự nhiên tập trung lại đến trên đỉnh đầu. Lúc này lực lượng lăng sư sẽ tiếp xúc với nó, lập tức lại phá tan gông cùm xiềng xích, khiến cho ngươi thành công đột phá. Khẽ cười, Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, bóng lưng kéo dài, thoạt nhìn cao lớn không gì sánh được. Điều này, hai người đồng thời chấn động. Mặc dù đối phương nói thản nhiên, nhưng đều là danh sư, bọn họ biết độ khó trong đó. Trong quần, mặc dù là nơi khởi nguồn của dương khí, nhưng cũng là vận mệnh. Chút có bất chắc, liền có thể đi đời nhà ma. Đầu càng là chỗ trọng yếu nhất, sử dụng hai nơi này tiến hành đột phá. Chỉ cần suy đoán xuất hiện một điểm sai lầm, hoặc nhìn thiếu một điểm, Tô sư lại không phải là đột phá, mà là chết. Có thể nắm chắc bệnh trạng rõ ràng như thế, đây. Còn là người sao? Sâu không lường được, Dương sư tuyệt đối sâu không lường được. Nhìn nhau, trong lòng của hai người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Có thể nhìn một chút, đã biết chỗ vấn đề của hắn, hoàn toàn không có sai lầm. Thậm chí ngay cả lực lượng lăng sư công kích cũng cân nhắc ra. Phần năng lực này, cho dù là bọn họ, cũng khó có thể tưởng tượng được.
Trước đó còn tưởng rằng, dương sư này tối đa cùng cấp với bọn họ, trình độ không khác biệt lắm. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, chênh lệch to lớn, giống như trời và đất, không thể so sánh nổi. Không hổ danh là danh sư mạnh mẽ lĩnh ngộ mắt minh lý, đáng sợ. Mau chóng điều chỉnh một chút, lần này, tổn thương cũng tương đối nặng. Thấy biểu tình của hai người, Trương Huyền biết đối phương bị hoàn toàn lừa dối, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đồng tình nhìn qua. Nếu như hắn tự mình ra tay, lợi dụng chân khí thiên đạo kích thích huyệt vị, cũng có thể khiến cho dương khí cao thịnh, đạt được hiệu quả đột phá thất truyền. Nhưng làm như vậy, rất dễ dàng bị đối phương nhìn ra tu vi và chân khí thiên đạo đặc biệt, được một mất mười. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có một biện pháp này. Chỉ có điều, cũng thật sự quá độc ác. Đừng nói đối phương, trong mắt hắn nhìn thấy, đều cảm thấy trong quần lạnh, đau chứng một hồi. Vâng, nghe nói như thế, lúc này Tô Sư mới thở phào nhẹ nhõm, lại không để ý tới những cái khác, liền ngồi xuống tu luyện, chống đỡ đau đớn do bị hai lần công kích hung bạo mang đến. Dương Sư, lần này là đột phá thất truyền, nhưng, nếu như Tô Sư, lại muốn một lần nữa đột phá, trùng kích cửu truyền thì làm sao bây giờ? Thấy lão hữu tu luyện, Lăng Sư không nhịn được nhìn qua. Tiểu thuần dương công muốn đạt được cửu truyền mới có khả năng đại viên mãn, mới có thể trùng kích càng cao hơn. Đột phá bát truyền cũng phiền toái như vậy, vậy cửu truyền mạnh nhất chắc hẳn phải trùng kích thế nào? Đơn giản, cũng phương pháp này, đá một cái không có tác dụng, vậy đá hai cái. Hai cái không có tác dụng, đá 10 cái. Đá nhiều một hồi, chắc chắn sẽ khiến lực lượng bạo động. Trương Huyền thản nhiên nói. Đá 10 cái, đá thêm một hồi. Tóc gáy Lăng Sư dựng ngược. Tô Sư tu luyện ở một bên, thân thể thoáng lắc lư một cái, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Trời ạ! Chúng ta rốt cuộc gặp phải danh sư thế nào, lại cho ra một phương pháp thế nào? Bên này hai vị danh sư suy sụp, Lâm Phủ cách đó không xa. Một man thú cực lớn bay thẳng tới, vù, một cái, hạ vào giữa viện. Hai nam một nữ, đi ra. Chương 667, Tôn Cường lợi hại 1. Đây là Lâm Phủ. Trước kia, Lâm Phủ là đệ nhất gia tộc của Thiên Vũ Vương quốc, mặc dù là đêm khuya, dòng người điên cuồng, khách như thoi đưa. Mà bây giờ, viện trống trải hỗn độn một mảnh, một tên hộ vệ, người hầu cũng không có, trống rỗng, khiến người ta một loại cảm giác như trang viên bỏ hoang. Hoàn toàn khác hẳn so với trong trí nhớ. Liễu Trình, ta muốn giết ngươi. Đôi mắt thanh tú trợn tròn, mái tóc đen bóng không gió tự lay động, tiếng Lâm Lung thái tử phi gầm lên giận dữ, vang vọng ở trong sân. Nhận được tin tức, người gọi là Liễu Trình kia đang động thủ đối với Lâm gia. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, không cần suy nghĩ, nhất định là người này đã làm được. Nhanh đi tìm kiếm một chút, xem phụ thân và đệ đệ của ta ở chỗ nào. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, ta phải khiến toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc bị chôn cùng. Răng trắng cắn chặt, hận ý của Lâm Lung chảy xuôi, sát cơ trong mắt tăng mạnh. Vương quốc nhất đẳng nho nhỏ, tồn tại giống như rác rưởi, trước đó căn bản không lưu ý tới, lại dám ra tay với Lâm gia. Quả thực đâm đầu vào chỗ chết. Liễu Trình kia, khiêu khích Lâm gia, phải chết. Đường đường là Vương thất Thiên Vũ, biết rất rõ ràng, tự nhiên không ngăn cản, cũng nhất định phải hủy diệt. Vâng. Hai người phía sau vọt ra ngoài. Thống lĩnh Đông Cung Lương Thanh Mệnh, thực lực chí tôn hậu kỳ, cùng thuần thú sư Chu Tiến, cũng đạt tới chí tôn sơ kỳ. Hai vị cường giả chí tôn cảnh, tốc độ cực nhanh, thời gian không lâu, đồng thời bay vút đến. Nương nương, Lâm gia chủ và Lâm gia thiếu gia ở bên kia. Nghe được phụ thân và đệ đệ không chết, Lâm Lung thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo. Rất nhanh nàng đi tới một đại điện, liếc mắt thoáng nhìn. Khóe mắt lập tức muốn rách ra. Hai người thật sự không chết, nhưng so với chết cũng không khác biệt là bao nhiêu. Tu vi hoàn toàn bị phế bỏ, trên người gần như không có một chỗ nào lành lặn, bị trọng thương, cho dù cứu sống, cũng không khác biệt hoàn toàn tàn phế cho lắm. Người trước còn có ý thức, người sau đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không còn có hít thở, nàng thật sự cho rằng đã sớm chết. Lung Nhi, phải báo thù cho chúng ta. Thấy nàng đi tới. Lâm Nhược Thiên vẫn có ý thức giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng vọt tới. Trước đây lộ trùng không có giết hắn, có thể để cho lưu điện chủ hạ ở trên người hắn chí ít 7, 8 loại kịch độc. Mỗi ngày hắn đều nhận đau khổ kịch liệt, sống không bằng chết. Hơn nữa, Lâm gia bị phá hủy, kẻ thù trước đây đều tới, hành hạ sỉ nhục. Hắn hận không thể lập tức tự sát.
nếu không phải vì chờ nữ nhi tới báo thù cho hắn, hắn khẳng định đã sớm không kiên trì nổi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lâm Lung vội vàng tiến lên, đưa cho đối phương ăn một đan dược chữa thương bảo toàn tính mạng, lúc này mới nhìn qua. Là, Liễu Trình, không, là Trương Huyền danh sư nhị tinh của danh sư đường. Học sinh của hắn, chính là tên xúc sinh của Cù gia 2 năm trước chạy trốn kia. Ăn đan dược vào, Lâm Nhược Thiên khôi phục không ít, hàm răng cắn chặt, nói ra sự tình một lượt. Đương nhiên, nói cũng là bị đối phương khi dễ như thế nào. Về phần vì sao gây ra, cả nhà Cù gia bị diệt, không nói tới một chữ. Trương Huyền, hàm răng nghiến, ken két, vang dội, mắt Lâm Lung híp lại một cái. Lương thống lĩnh, lập tức qua danh sư đường, bắt Trương Huyền này qua cho ta. Ta muốn lấy máu tươi của hắn, nói cho tất cả mọi người biết, đắc tội Lâm gia chúng ta, chỉ có một con đường chết. Nương nương nghĩ lại, vị Trương Huyền này là danh sư nhị tinh, lại là thiên tài. Ta sợ hắn sẽ được danh sư đường che chở. Lông mày nhíu lại một cái, Lương Thanh Mệnh vẫn chưa trực tiếp đáp ứng. Danh sư nhị tinh sơ kỳ đối với Hiên Viên Vương quốc, không tính là cái gì. Nhưng cũng là một thành viên của danh sư đường, ngang nhiên chém giết, làm không tốt lại sẽ gây ra bắn ngược, như vậy cho dù Hiên Viên Vương quốc, cũng khó mà chống lại. Hủy gia tộc ta, hại phụ mẫu huynh đệ ta, thâm cừu đại hận. Cho dù danh sư đường tìm tới lại như thế nào, chẳng lẽ còn không thể nói đạo lý. Lại nói, Lạc Đường chủ danh sư đường, là bạn tri kỷ của thái tử. Chỉ cần trình bày tình hình, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Hai mắt Lâm Lung đỏ đậm. Lạc Thiên Hồng đường chủ danh sư đường ở Hiên Viên Vương quốc, là bạn tri kỷ của thái tử. Danh sư của một vương quốc nho nhỏ mà thôi, giết thì giết. Lẽ nào Lạc đường chủ còn có thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy, gây ầm ĩ cùng vương thất bọn họ? Vâng. Thấy đối phương cố ý như vậy, Lương Thanh Mệnh thân là thuộc hạ, không có cách nào phản bác, chỉ đành phải gật đầu. Hắn đang muốn rời đi, lại nghe một giọng nói vang lên. Không vội, ta đi cùng với ngươi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy người này bị ngàn đao vạn dóc. Khuôn mặt Lâm Nhược Thiên dữ tợn, hận ý cuồn cuộn dâng lên không ngừng. Được, chúng ta cùng đi. Thấy bộ dáng của phụ thân, Lâm Lung gật đầu đồng ý. Mấy người ngồi trên kim lân thú tia chớp, bay vút lên trời cao. Hắn bây giờ không có ở danh sư đường, ở trong một phủ đệ không xa. Ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng, ngày hôm qua hắn trở ra, cũng lại không đi ra nữa. Lâm Nhược Thiên nói, biết nữ nhi nhất định sẽ báo thù, 2 ngày nay hắn vẫn phái người hỏi thăm tin tức. Vị Trương Huyền này vẫn chưa chạy trốn, mà đang ở bên trong phủ đệ của mình. Ầm ầm, kim lân thú tia chớp nhanh như điện chớp, thời gian chỉ trong chốc lát, lại đi đến trên không trung của phủ đệ. Lương thống lĩnh, hy vọng ngươi có thể bắt hắn qua. Ta muốn hành hạ hắn từng chút một cho tới chết. Khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, trên mặt Lâm Nhược Thiên lộ ra sự điên cuồng. Từ thời điểm ở Lâm gia đi ra, hắn đã biết thực lực của người trung niên trước mắt này. Chí tôn hậu kỳ. Người như thế, dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng sẽ đổ nát, ai cũng không chống lại được. Cho dù con man thú trấn quốc vương thất Thiên Vũ kia đột phá, cũng chỉ là chí tôn sơ kỳ mà thôi. Ở trước mặt loại cường giả này, tiện tay có thể bóp chết. Yên tâm. Lương Thanh Mệnh gật đầu, thân thể thoáng lắc một cái, rơi vào trên cái đầu cực lớn của con kim lân thú tia chớp, lạnh lùng nhìn sân viện phía dưới. Trong nháy mắt khí tức chí tôn hậu kỳ bao phủ khắp nơi. Giọng nói lạnh như băng, vang lên. Trương Huyền, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chương 668, Tôn Cường lợi hại 2. Ầm ầm. Âm thanh vang lên tận mây xanh, mang theo lực lượng chân khí của cường giả chí tôn, chấn động tới mức toàn bộ vương thành cũng lắc lư một hồi. Lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nguy rồi, là vị thái tử phi của Lâm gia kia tới. Không sai, lần này xong rồi. Nghe âm thanh uy thế, ít nhất là một cường giả chí tôn cảnh. Trương sư, có thể chống lại sao? Hắn tuy rằng không kém, nhưng so với chí tôn còn kém rất nhiều. Phiền phức lớn. Âm thanh vang lên, vô số người bị quấy nhiễu. Sắc mặt tất cả mọi người đều nhất thời trắng bệch. Thế lực sau lưng Lâm gia, đã sớm không phải là bí mật gì. Mấy ngày qua tuy rằng không có động tĩnh, nhưng mọi người biết, chỉ là yên tĩnh trước cơn bão táp mà thôi. Lúc này, âm thanh không chút kiêng kỵ, man thú cực lớn bay trên không trung, không phải nói rõ, đối phương. Tới rồi. Tới báo thù. Cường giả chí tôn, hậu kỳ, nếu như không đoán sai,
chắc là vệ thống lĩnh bảo vệ thái tử phủ Hiên Viên Vương quốc, Lương Thanh mệnh. Trong vương cung, Mạc Thiên Tuyết cũng nghe được âm thanh, vội vàng đi tới tháp cao, nhìn thấy được người trung niên đứng ở trên đầu man thú, môi run lên. Thân là vương quốc phụ thuộc, một ít phân bố thế lực ở Hiên Viên Vương quốc, hắn vẫn biết rất nhiều. Có thể tản ra loại uy thế này, lộ ra loại lực lượng này, không cần suy nghĩ, nhất định là vị thống lĩnh chí tôn hậu kỳ kia. Chí tôn hậu kỳ, vậy, Trương Sư chẳng phải nguy hiểm sao? Thân thể Mạc Vũ thoáng lảo đảo một cái, vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng Trương Huyền có thể liên tiếp sáng tạo ra kỳ tích, nhưng chí tôn hậu kỳ và nửa bước chí tôn, chênh lệch không kém hơn vạn dặm. Hai bên không thể so sánh nổi. Lâm Lung tự nhiên trực tiếp điều động người như thế qua, Trương Sư chống đỡ như thế nào? Làm sao bây giờ, ta, cũng không có cách nào. Hơn nữa, sợ là vương quốc chúng ta cũng kết thúc. Thân thể Mạc Thiên Tuyết run rẩy. Đối phương lại là chí tôn hậu kỳ, hắn có thể có biện pháp nào? Cho dù có man thú trấn quốc qua, cũng không đủ để giết. Căn bản không phải là đối thủ. Tiểu Vũ, cầm chiếc nhẫn này, tận dụng thời gian chạy trốn. Có con còn sống cho dù vương quốc tan biến, vẫn có hy vọng. Cắn răng một cái, Mạc Thiên Tuyết lấy từ trên tay ra chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Mạc Vũ thiên phú cao, người cũng thông minh, là hy vọng sau này của Thiên Vũ Vương quốc, không thể ngã xuống ở chỗ này. Nếu không, cho dù chết, hắn cũng thẹn với liệt tổ liệt tông. Phụ vương, thân thể Mạc Vũ run rẩy. Tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng cũng biết, quyết định của phụ thân là chính xác. Trước đây Lâm Lung cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, tiêu diệt toàn gia Cù gia. Hiện tại Lâm gia gần như hủy diệt, dựa theo tác phong trước sau như một của nàng, một khi giết chết Trương Sư, nhất định sẽ gây bất lợi đối với vương thất Thiên Vũ bọn họ. Toàn bộ vương thất bởi vậy bị hủy diệt, cũng vô cùng có khả năng. Được, đi đi, phụ vương không đi được, cũng không thể đi, nếu như bọn họ thật sự muốn động thủ, ta sẽ tồn vong cùng vương quốc. Ánh mắt Mạc Thiên Tuyết kiên định. Nữ nhi có thể rời khỏi, nhưng hắn không được. Làm quốc vương nhiều năm như vậy, trên người đã in thật sâu vết tích của Thiên Vũ Vương quốc, lại không có cách nào rời khỏi. Phụ, biết kết quả trốn không thoát, thân thể Mạc Vũ run rẩy, đang muốn nói cái gì. Ngay sau đó nàng liền nghe được một giọng điệu không nhịn được từ phủ đệ vang lên. Làm càn, kẻ ngu ngốc ở đâu ra, tới chỗ này làm ầm ĩ. Không muốn sống sao, muốn gặp thiếu gia, cút ra ngoài quỳ. A, à, Mạc Vũ, Mạc Thiên Tuyết ngây người. Lương Thanh mệnh huyên náo đến mức lớn như vậy, gần như toàn bộ Thiên Vũ Vương Thành đều biết. Tất cả đều đang quan sát tình hình, toàn bộ đều ngẩn người ra tại chỗ, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Đây chính là cường giả chí tôn hậu kỳ từ Hiên Viên Vương quốc tới. Nói chuyện như vậy, mọi người leo đến chỗ cao, đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Còn cho rằng sẽ là nhân vật lợi hại nào, vừa nhìn dưới, trước mắt liền tối sầm. Chính là người béo mập bụng tròn vo của phủ đệ kia. Tôn quản gia. Mấy ngày qua, không ít người cũng tiếp xúc qua với người này, cũng biết, thực lực của hắn mới là bì cốt cảnh đỉnh phong. Ngay cả đỉnh lực cảnh cũng chưa từng đạt được, yếu không thể yếu hơn nữa. Kém như vậy, không biết lá gan và khí phách ở đâu ra. Người biết người bay trên bầu trời này mạnh như thế nào sao? Lại dám nói như vậy. Mạc Vũ, Mạc Thiên Tuyết nhìn nhau, mỗi người đều run rẩy. Cường giả chí tôn hậu kỳ, đừng nói Thiên Vũ Vương quốc, cho dù Hiên Viên Vương quốc cũng tuyệt đối được cho là cao thủ. Một quản gia nho nhỏ, đỉnh lực cảnh chưa từng đạt được, lại dám lớn lối như vậy. Ta ngất, vốn đã khó có thể điều tiết, cái này sợ rằng càng xong đời. Không cần suy nghĩ, một hồi tàn sát lớn sắp bắt đầu. Ngươi, mọi người phát điên, Lương Thanh Mệnh cũng thiếu chút nữa từ trên đầu của Kim Lân thú tia chớp rơi xuống. Thực lực của hắn ở Hiên Viên Vương quốc cũng được cho cấp nhân vật lớn, tiếng tăm lừng lẫy. Hắn vốn tưởng rằng hét lớn một tiếng, nhân vật nhỏ trong tiểu vương quốc này sẽ phải khiếp sợ đến mức run rẩy, không dám nói thừa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người ta căn bản không quan tâm, còn bảo hắn ra ngoài quỳ xuống chờ. Trời ạ! Người đây là tâm lớn, hay đầu óc có vấn đề? Ta đếm ba tiếng, bảo Trương Huyền đi ra nhận lấy cái chết, bằng không, ta lại tiêu diệt phủ đệ này. Tất cả mọi người chôn cùng với hắn. Da mặt run rẩy, cố nén tức giận, sắc mặt Lương Thanh Mệnh tái xanh. Chương 669, tát tai thái tử phi 1. Vốn tưởng rằng uy hiếp giống như vậy sẽ làm tên mập này và người trong phủ đệ loạn hết cả lên,
khiếp sợ đến mức chạy trốn bốn phía, tè ra quần. Lương Thanh Mệnh vừa nhìn xuống, thân thể lại thoáng lảo đảo một cái. Chỉ thấy người bên trong phủ đệ, kẻ tu luyện thì tu luyện, nấu cơm thì nấu cơm, giặt quần áo thì giặt quần áo, lắc đầu thì lắc đầu. Đối với lời của hắn, một chút cũng không quan tâm. Nhất là người mập mạp đang ở phía dưới kia, vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Trời ạ! Đó là tình huống gì? Danh sư nhị tinh sơ kỳ của vương quốc nhất đẳng nho nhỏ, đáng lẽ nhìn thấy cường giả chí tôn giống như mình vậy, phải khiếp sợ đến mức run rẩy, không dám nói thừa chứ. Danh sư là mạnh nhất trong cùng cấp bậc, nhưng cấp bậc chênh lệch lớn, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Đương sự không ra ngược lại cũng thôi, một người béo mập ngay cả đỉnh lực cảnh cũng không đạt được, cũng lớn lối như vậy. Chẳng lẽ không biết ta sẽ giết người sao? Đây cũng quá không để hắn vào trong mắt. Đường đường là vệ thống lĩnh bảo vệ thái tử, cường giả chí tôn hậu kỳ, đi tới bất kỳ chỗ nào đều uy chấn tám phương, xung quanh bái phục. Hét lớn một tiếng, sợ rằng quốc vương của Thiên Vũ Vương quốc Mạc Thiên Tuyết cũng phải trực tiếp quỳ xuống. Người béo mập tu vi thấp của phủ đệ nho nhỏ, tự nhiên khinh bỉ. Khinh bỉ em gái ngươi. Trong lòng hắn càng nghĩ càng tức giận, hắn lập tức nghe được giọng điệu của người béo mập kia tiếp tục vang lên. Đếm ba tiếng, vậy ngươi có dám đếm nhanh không? Đừng nói ta không khuyên ngươi, làm không tốt đây có thể là lần đếm đến ba cuối cùng, trong cuộc đời ngươi. Ta ngất. Lương Thanh Mệnh chỉ cảm thấy sắc mặt biến thành màu đen, trên đầu cũng muốn bốc hơi. Là ta muốn giết các ngươi, lại còn nói đây là lần đếm tới ba cuối cùng trong cuộc đời của ta. Uy nghiêm chí tôn của ta. Ngươi một tên béo mập chết bầm, lão tử phải chặt ngươi. Sắc mặt hắn khó coi. Toàn thân tức giận sắp nổ tung, đang muốn tức giận, giết vài người cho đối phương nhìn, khiến cho bọn họ biết, Mã Vương gia có ba con mắt. Hắn lại thấy đại điện ở phía dưới vang lên một tiếng, két, ba bóng người đi ra. Đi trước là một người trung niên chừng 30 tuổi, đi theo phía sau là hai lão nhân, thân mặc trang phục danh sư. Chắc là người của danh sư đường. Chỉ có điều, danh sư đường của Thiên Vũ Vương quốc, đường chủ thực lực lợi hại nhất cũng chỉ là tông sư đỉnh phong mà thôi. Còn không cần hắn để vào mắt. Chuyện gì xảy ra, mới sáng ra ầm ĩ cái gì? Người trung niên đi ra, cũng không ngẩng đầu lên, nhăn mày lại nhìn về phía người béo mập cách đó không xa. Hồi bẩm lão gia, người này ở phía trên nhiều lần kêu loạn, nói muốn gặp thiếu gia. Nói đùa sao, thiếu gia là thân phận gì? Sao có thể để loại người như vậy muốn gặp liền gặp được? Người béo mập ngôn từ chính nghĩa. Ta đang định bảo hắn cút đi. Ừ. Làm được không tệ. Người trung niên gật đầu, đối với lời của người béo mập, hắn rất tán thành. Phụt, Lương Thanh Mệnh lại lảo đảo một cái. Tên béo ngốc, ngược lại cũng thôi, người trung niên này rõ ràng giống như là chủ nhân của phủ đệ, tự nhiên cũng bộ dạng này. Quả thực quá vô pháp vô thiên. Ban đầu còn nghĩ rằng đối phương là người của danh sư đường, một khi động thủ, không tiện thu cục diện. Lúc này hắn tức sắp bùng nổ, lại cũng không quan tâm nữa. Nếu đâm đầu vào chỗ chết, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Tức giận hét một tiếng, bàn tay Lương Thanh Mệnh ấn xuống một cái. Lực lượng hùng hậu từ trên trời giáng xuống. Dấu ấn bàn tay cực lớn, vỗ xuống đám người ở bên trong phủ đệ. Võ kỹ quỷ cấp viên mãn, kim cương đại thủ ấn. Kim cương không phá, thủ ấn kinh phong. Công kích bay lên trời cao, lực lượng vượt quá 3 vạn đỉnh. Cường giả chí tôn trung kỳ đụng phải. Cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát thành bột mịn. Một chiêu đánh ra, cho rằng đối phương nhìn thấy được uy lực, sẽ phải kinh hoàng. Nhưng dáng vẻ sợ hãi lại không thấy, chỉ thấy vẻ mặt người trung niên thản nhiên nhìn qua, thoáng nghiêng đầu. Tiểu Tô, người này giao cho ngươi, kể cả con chim to bay trên không trung cai, cũng kéo xuống luôn. Vâng, Dương Sư. Lão nhân được gọi là Tiểu Tô, bước lên trước. Tiểu Tô, này thoạt nhìn cũng không cao lớn. Thậm chí cũng không có khí chất gì. Quan trọng nhất chính là, hai chân kẹp chặt, sắc mặt trở nên trắng bệch, hình như có lời gì khó nói. Tóc tai còn rối loạn, giống như vừa bị người ta đánh, không có nửa phần dáng vẻ cao thủ. Bảo loại người này đối phó với mình. Một đám người phía dưới có phải đều điên rồi hay không? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, rất nhiều cao thủ, thế lực Vương Thành ở một bên lặng lẽ nhìn qua, tất cả cũng đều ngây người ra tại chỗ, nhanh chóng co giật. Đây chính là chỗ dựa vững chắc của Lâm gia, cường giả siêu cấp do Thái tử Phi của Hiên Viên Vương quốc dẫn đến. Người ta muốn giết ngươi,
tốt xấu gì cũng phải để ý cho chút thể diện. Đây là ý gì? Phái ra một lão nhân hai chân kẹp chặt, sắc mặt trắng bệch. Quá là không xem bánh ngô thành lương khô. Chuyện Tô sư, Lăng sư đi tới Vương Thành, là cơ mật của danh sư đường, không ai tiết lộ. Tất cả mọi người không biết người này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thật ra là một kẻ trâu bò, một nhân vật siêu cường. Hừ, lại ở thời điểm mỗi một người đều choáng váng hoa mắt, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vị tiểu Tô này ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng. Âm thanh không lớn, lại giống như là kim thạch nổ tung, vừa tiếp xúc với bàn tay cực lớn trong không trung, bàn tay kia ngay cả ngăn cản cũng không có thời gian, lập tức nổ tung. Ngay sau đó, Lương Thanh Mệnh lại cảm thấy ngực tê dần, giống như là bị thanh kiếm sắc bén đâm trúng, một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt tối sầm, run rẩy một cái, thiếu chút nữa từ trên đầu man thú ngã xuống. Là, cường giả hóa phàm cảnh. Đối phương ngay cả chưa từng ra tay, chỉ quát mắng một câu, lại đánh nát công kích của hắn, miệng phun ra máu tươi. Có ngốc cũng biết, tiểu Tô, này thực lực mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không thể nào chống lại. Chương 670, tát tai thái tử phi 2. Đồng tử co lại, thân thể Lương Thanh Mệnh run rẩy. Cường giả hóa phàm cảnh, Hiên Viên Vương quốc cũng gần như không có. Vương quốc nhất đẳng này từ nơi nào xuất hiện? Hơn nữa, hơi thở đối phương không tiêu tan, một câu nói lực công kích lớn như vậy, cho dù ở trong hóa phàm, sợ rằng cũng đạt được cảnh giới nhất định, không phải hạng người tầm thường. Cái này, mọi người đang đưa mắt tập trung qua. Lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, suýt nữa lập tức bị hù chết. Cường giả chí tôn hậu kỳ toàn lực đánh ra công kích, bị một tiếng hét liền vỡ nát. Bản thân còn thiếu chút nữa từ trên đầu man thú ngã xuống. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đây, danh sư này, con có biết không? Mạc Thiên Tuyết không nhịn được nhìn về phía nữ nhi. Không biết vị tiểu Tô này là ai, nhưng hắn mặc trang phục danh sư đặc biệt, liếc mắt vẫn có thể nhìn ra. Một tiếng hét, lại đánh tan một đòn toàn lực của chí tôn hậu kỳ. Đây là nhân vật cường hãn từ nơi nào xuất hiện? Có cần mạnh mẽ như vậy hay không? Cái này, Mạc Vũ cũng sửng sốt. Thời điểm Tô sư, Lăng sư tới, nàng vẫn chưa trở lại, cũng chưa từng thấy qua. Ngay sau đó Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất Sát Hạch, cũng không ở lại lâu. Bởi vậy, chuyện hai vị danh sư tứ tinh của nghiệp đoàn danh sư xuất hiện, nàng cũng không hiểu quá rõ. Hơn nữa, cho dù biết rõ ràng, nàng cũng khẳng định không thể tin được, có người dám gọi danh sư tứ tinh là Tiểu Tô. Người trung niên kia lại là dạng tồn tại đáng sợ tới mức nào. Xuống đây đi. Chấn động kinh ngạc còn không có kết thúc. Tiểu Tô, phía dưới cong lưng, lại hừ một câu. Giống như thanh kiếm sắc bén cắt phá trường không, bị kinh khí này chấn động, kim lân thú tia chớp trên không trung còn chưa có kịp phản ứng, thân thể lại thoáng lảo đảo một cái, rơi thẳng tắp xuống dưới. Bụi bặm bay lên, đám người mới vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi, dự định phải tàn sát Trương Phủ, chém giết Trương Huyền, thật sự ngã xuống đất. Bị rơi tới thất điên bát đảo, thật vất vả mới tỉnh táo lại, Lâm Lung vội vàng nhìn về phía phụ thân và đệ đệ trên lưng man thú. Vừa nhìn, nàng thiếu chút nữa thì lập tức điên mất. Chỉ thấy Lâm Lang vốn đang hôn mê bất tỉnh, vừa ngã, tất cả chân tay đều gãy, hơi thở bất cứ lúc nào cũng sẽ dừng lại, nhất định là không sống nổi. Lâm Nhược Thiên vừa ăn đan dược vào, còn có chút tinh thần, lúc này cũng nôn ra từng ngụm máu, vết thương cũ mới nhanh chóng lộ ra, có thể cứu sống hay không, cũng còn khó nói được. Lâm Lung phát điên. Chúng ta là tới báo thù. Kết quả một người chưa giết qua, thậm chí ngay cả Trương Huyền cầm đầu gây họa còn chưa thấy, phụ thân, đệ đệ thiếu chút nữa đã chết. Nàng cũng bị rơi muốn nôn ra máu. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lương thống lĩnh, ngươi làm ăn cái gì không biết? Mau giết hắn. Ngồi ở trong ghen phòng trên lưng con kim lân thú tia chớp, cũng không biết nhiều về tình huống bên ngoài, chỉ nghe được lời nói chuyện, còn tưởng rằng là Lương Thanh Mệnh cố ý nhường, sắc mặt Lâm Lung dữ tợn, rít gào một tiếng. Giết! Thân thể Lương thống lĩnh run lên, suýt ngất đi. Giết thế nào? Đối phương lại là cường giả hóa phàm cảnh, người bảo ta giết hắn. Hay là bảo ta đi chịu chết? Thái tử người anh minh như thế. Thế nào cưới phải một kẻ ngu ngốc thiếu hụt giống như ngươi? Giết ta! Tô sư nhìn qua. Tuy rằng hắn đột phá tu vi, nhưng đau đớn trên người còn chưa có biến mất. Hắn vốn đã phiền não, thấy nữ nhân trên lưng man thú vọt ra, vừa mở miệng lại muốn giết mình, sắc mặt hắn trầm xuống. Không phải, không phải.
tiền bối bất giận. Thân thể run lên, Lương thống lĩnh liên tục xua tay. Ngươi sợ hắn làm cái gì? Chỉ là danh sư của vương quốc nhất đẳng mà thôi, còn có thể làm gì được ngươi? Thấy thuộc hạ không chịu hăng hái tranh giành như thế, trực tiếp gọi đối phương là tiền bối, Lâm Lung càng tức giận hơn. Nàng vốn cũng là một người rất thông minh, chỉ có điều phụ thân, đệ đệ đã chạy tới, muốn tự tay đâm chết kẻ thù không thành, lập tức rơi vào tình cảnh sắp chết, nàng sớm đã tức giận tới mức hồ đồ. Coi thường danh sư, sắc mặt Tô sư trầm xuống, vả miệng, có thể trở thành danh sư tứ tinh, tất nhiên không phải dạng người hiền lành gì. Lời này của đối phương, rõ ràng không để danh sư vào mắt, tâm tình hắn trầm xuống. Vâng, có chút do dự, Lương Thanh Mệnh cuối cùng vẫn là xoay người sang chỗ khác. Cho dù là Thái tử Phi, hắn cũng không có cách nào. Vị trước mắt này lại là cường giả hóa phàm cảnh, chỉ cần dám không tuân thủ, chỉ sợ tất cả đám người bọn họ ngày hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Lương thống lĩnh, ngươi muốn làm gì? Thấy bộ dáng của hắn, Lâm Lung sửng sốt, nàng còn chưa nói hết lời, chỉ thấy thân thể người này thoáng lắc một cái, đã đi tới trước mặt, một cái tát đánh tới. Bốp! Hoàn toàn không có chút phản kháng nào, Lâm Lung bị đánh một cái bổ nhào bay ra ngoài, đầu úp sát trên mặt đất, hàm răng rơi đầy đất. Nàng mặc dù là thiên tài, tiến bước cũng rất nhanh, lại chịu giới hạn của tuổi tác, cũng không quá tông sư hậu kỳ mà thôi, làm thế nào chống đỡ được công kích của cường giả chí tôn hậu kỳ. Bốp 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 bốp, đánh một cái tát, thấy cao thủ trước mắt không hề nói dừng, Lương thống lĩnh không dám do dự, tiếp tục tát qua. Ngươi, ngươi, bị liên tục tát mấy cái, gương mặt vốn thanh tú, sưng lên giống như đầu heo. Lâm Lung có ngốc cũng hiểu rõ làm sao có thể có chuyện này. Nàng tức giận, thân thể mềm mại run rẩy loạn. Lại nhìn về phía Tô sư, nhìn về phía người trung niên dương sư kia, lộ ra sự hận thù nồng đậm. Từ Lâm gia sinh ra, đến khi trở thành Thái tử Phi, nàng luôn luôn xuôi dòng thuận gió, làm sao chịu nổi sỉ nhục lớn như vậy. Loại thù hận này, cho dù dốc hết nước Tam Giang cũng khó mà rửa sạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 671, đẳng cấp linh thạch 1. Được rồi. Thấy lại tắt nữa. Nữ nhân này không chết cũng không khác biệt cho lắm, Trương Huyền lúc này mới khoát tay áo. Lại ở thời điểm đám người Tô sư cảm thấy, Dương sư vẫn khoan hồng độ lượng, nhân nghĩa vô song, lại nghe giọng nói của hắn tiếp tục vang lên. Tôn Cường, đi gọi Lộ Trùng qua, đánh nữ nhân này. Hắn là thích hợp nhất. Tô sư, Lăng sư. Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ. Nếu năm đó, cả nhà Lộ Trùng là nữ nhân này phái người tới giết. Đầu sỏ gây họa đã tới. Dù thế nào cũng phải để cho hắn báo thù. Vị Thái tử Phi này, nhanh như vậy có thể tới đây, trên thực tế là ngoài dự đoán của Trương Huyền. Chỉ có điều, vận khí của bọn họ cũng không tốt lắm. Tô sư, Lăng sư ở đây, lại cái gọi là báo thù, nhất định chính là một chuyện thiếu lâm. Vâng. Tôn Cường xoay người đi ra ngoài. Thời gian không lâu, Lộ Trùng đã đi tới. Sư tổ. Lúc này Lộ Trùng cũng biết thân phận của người trước mắt này, ôm quyền khom người. Sư tổ, lão gia, ta biết, đây là vị lão sư vẫn không lộ diện kia của Trương Huyền, Dương Huyền. Mỗi người tới xem lén, rốt cuộc đã hiểu rõ. Theo lời đồn đại, vị lão sư này của Trương Huyền còn thu nhận Khương Đường chủ làm học sinh, thực lực sâu không lường được. Vốn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn đại, lúc này mới biết được, lại là sự thật. Thảo nào trước đây, Trương sư tiện tay tiêu diệt Lâm gia, không chút do dự nào. Hóa ra là có chỗ dựa như vậy. Ừ, nữ nhân kia chính là tỷ tỷ của Lâm Lang, vị Thái tử Phi kia của Lâm gia, giao xử lý cho ngươi. Thấy hắn đi tới trước mặt, Trương Huyền xua tay. Đa tạ lão sư. Thấy kẻ thù sát hại toàn gia ở đây, viền mắt nhất thời đỏ lên, Lộ Trùng quay lại, lao vọt về phía Lâm Lung. Ngươi muốn làm gì? Ta là Thái tử Phi của Hiên Viên Vương quốc, dám đụng đến ta, có tin ta diệt cả nhà ngươi hay không? Lâm Lung khiếp sợ, liên tiếp lui về phía sau, chỉ có điều nàng còn chưa nói dứt lời, trên mặt chính là tê dần. Nàng bay ngược ra. Cấp bậc của nàng, tuy rằng cao hơn so với Lộ Trùng, nhưng đã bị đánh tới mức đầu choáng mắt hoa, thực lực tổn thất lớn, làm thế nào chống đỡ được. Thời gian chỉ trong chốc lát, nàng đã bị đánh tới nói cũng nói không nên lời, trên người lại không có một chỗ nào lành lặn. Lương Thanh Mệnh muốn hỗ trợ, nhìn thấy được ánh mắt Tô sư thường xuyên đảo qua. Khiếp sợ đến mức một cử động nhỏ cũng không dám. Sớm biết vậy,
hắn đã không đi theo vị nương nương này qua báo thù. Đây là báo thù sao? Quả thực chính là tìm ngược. Đa tạ sư tổ thành toàn. Đánh một hồi, Lộ Trùng lui về phía sau. Giống như đám người Lâm Nhược Thiên trước đó, tuy rằng hắn không có giết chết đối phương, nhưng cũng hủy bỏ tu vi, đánh cho nàng hoàn toàn thay đổi. Trừng phạt như vậy, tuyệt đối còn khó chịu hơn so với trực tiếp giết chết. Ừ. Trương Huyền lên tiếng, khoát tay áo. Được rồi, ném tất cả bọn họ ra ngoài. Hiện tại hắn là tuyệt thế cao thủ Dương Sư, Tô Sư không hạ tử thủ, hắn lại không tiện nhiều lời. Tình huống trước mắt, Lâm Lung trọng thương, tên hộ vệ này khiếp sợ đến mức lá gan đều vỡ, nói vậy không dám làm càn. Lúc này tiếp tục đuổi tận giết tuyệt nói, sợ rằng Tô Sư, Lăng Sư sẽ phải hoài nghi. Vẫn là ném ra trước tính sau. Vâng. Gật đầu, Tô Sư một chảo vút lên trời cao, chân khí hình thành một trường ấn cực lớn, nhấc kim lân thú tia chớp, đám người Lương Thanh mệnh lên, ném ra ngoài. Như vậy là xong rồi. Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ nhìn nhau, mỗi một người đến bây giờ vẫn không thể tin được. Vốn tưởng rằng Lâm Lung qua, Thiên Vũ Vương quốc cũng bởi vậy sẽ bị hủy diệt, lại khó có thể giữ lại. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, phủ đệ của Trương Huyền xuất hiện hai người, đơn giản như vậy lại giải quyết xong cuộc chiến đấu. Tiểu Vũ, con đi điều tra một chút, xem hai vị danh sư này là ai. Thế nào lại lợi hại như vậy? Lão sư của Trương Sư, lại phải mạnh tới mức nào mới có thể ra lệnh cho bọn họ? Có chút do dự, Mạc Thiên Tuyết phân phó. Nguy cơ giải trừ, tất nhiên cũng sẽ không cần rời đi. Dưới tâm tình thật tốt, hắn muốn tiếp xúc nhiều hơn với những người này. Được. Mạc Vũ gật đầu. Cho dù không cần hắn nói, nàng cũng dự định cẩn thận điều tra một chút. Vừa quát lên, khiến cho công kích của Chí Tôn Hậu Kỳ hóa thành hư không. Lại hét lớn, man thú Chí Tôn Trung Kỳ từ trên không trung ngã xuống. Thực lực của vị tiểu tô này, dĩ nhiên vượt quá sức tưởng tượng, sợ rằng ít nhất là vị danh sư tam tinh. Danh sư đường xuất hiện một nhân vật cường hãn như vậy, làm danh sư nhất tinh, nàng tự nhiên lại hoàn toàn không biết, cũng coi như không làm tròn bổn phận. Về phòng. Vừa rồi Tô Sư ra tay, trong lòng Trương Huyền vẫn rất chấn động. Một tiếng khiến cho công kích của cường giả Chí Tôn hóa thành hư không, quả thực nghe rợn cả người. Tuy rằng thông qua Thiên Đạo Đồ Thư Quán, hắn biết thực lực của vị trước mắt này vô cùng cường đại. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, lại lợi hại như vậy. Dương Sư, đang xúc động, mình khi nào mới nắm giữ thực lực như vậy, đã thấy Tô Sư nhìn lại. Ừ, không biết, Trương Sư ở nơi nào? Ta có thể thảo luận với hắn một chút, về chuyện đi thi đấu danh sư hay không? Trải qua điều tức, chỗ bị thương cũng khá hơn nhiều, tinh thần trở lại bình thường, Tô Sư mở miệng. Hắn từ Liên minh Vạn Quốc chạy tới, chính là vì chuyện này. Thật vất vả tìm được một vị cấp thiên tài như vậy, hắn làm sao có thể buông tha? Hắn đang bế quan tu luyện. Trương Huyền xua tay. Tô Sư âm thầm gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào huyên náo đến mức động tĩnh lớn như vậy. Chưa từng đi ra. Hóa ra đang bế quan tu luyện. Chương 672, đẳng cấp linh thạch 2. Trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực và năng lực như vậy, có một vị lão sư lợi hại giống như Dương Sư vậy chỉ là một phần. Chỉ sợ cũng có liên quan đến sự cố gắng của bản thân. Vậy, chuyện thi đấu danh sư. Đối phương bế quan, không tiện gọi ra, vẻ mặt Tô Sư rầu rĩ. Cũng giống như ta đã nói, thân là lão sư. Không thể làm chủ thay hắn. Trương Huyền nói. Vâng. Tô Sư không thể làm gì khác hơn nói. Thi đấu danh sư, mỗi lần đều có đường chủ danh sư đường các thế lực lớn thảo luận thành, chưa có xác định quy định. Chỉ có điều, đều có phần thưởng hậu hĩnh. Thu được thứ tự sát đầu, không chỉ có linh thạch làm phần thưởng, còn có cơ hội đi bí cảnh tu luyện. Hắn còn chưa nói dứt lời, đã thấy Dương Sư cách đó không xa nhìn lại, hai mắt tỏa sáng. Linh thạch. Ách, đúng. Tô Sư gật đầu. Đại khái có thể thưởng bao nhiêu? Vẻ mặt Dương Sư chờ đợi. Đối với thi đấu danh sư gì đó, hắn thực sự không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng đối với linh thạch, hắn lại có mong chờ rất lớn. Hiện tại tu luyện cần linh khí càng lúc càng nhiều. Cho dù có thần công thiên đạo, không có linh khí, cũng cần tốn công phu rất lớn. Nếu có đủ linh thạch lại đơn giản. Cụ thể ta cũng không biết. Dựa theo lệ cũ năm trước. Danh hiệu đứng đầu, có thể được đến một viên lịch thạch cấp bậc trung phẩm. Tô Sư có chút do dự, nói. Quy định và phần thưởng so tài năm nay, còn chưa có thực sự quyết định ra.
nhưng trước kia hắn đều có tham khảo, cũng có thể suy tính ra một phần tương đương. Linh thạch trung phẩm. Trương Huyền chớp mắt. Thiên Vũ Vương quốc cấp bậc quá thấp, sách trong đó, ghi chép đối với linh thạch không nhiều lắm. Cho dù có, cũng chỉ là một loại. Trung phẩm, có ý gì? Chúng ta bình thường sử dụng linh thạch, đều là hạ phẩm. Số lượng linh khí dự trữ tuy rằng rất nhiều, nhưng mức độ tinh thuần lại không đủ. Khi tu vi đạt được cảnh giới nhất định, còn muốn hấp thu, cũng rất khó khăn. Tô sư nghi ngờ liếc mắt thoáng nhìn, giải thích. Trung phẩm, so với hạ phẩm cao hơn một cấp, loại linh thạch cấp bậc như vậy, linh khí ẩn chứa trong đó, không chỉ số lượng nhiều, cũng càng thêm tinh thuần. Thích hợp cho người tu vi càng cao hơn tu luyện, thông thường một viên linh thạch trung phẩm, có thể đổi một vạn linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa còn có tiền cũng chưa chắc mua được. Một vạn cái. Trương Huyền thiếu chút nữa thì ném chén trà trong tay ra. Vì một viên linh thạch hạ phẩm, lừa đảo hãm hại, gần như kỹ xảo gì đều đem ra hết. Tham gia một cái gọi là thi đấu danh sư, một khi thu được quán quân, có thể được đến một viên trung phẩm, cũng chính là một vạn cái linh thạch hạ phẩm. Thật hay giả vậy? Dương sư, cái này, ngươi không biết sao? Thấy Dương sư sâu không lường được, bộ dạng như vậy, Tô sư và Lăng sư nhìn nhau, đầy nghi ngờ. Đột phá hóa phàm, từ trong không khí hấp thu linh khí tu luyện, dĩ nhiên rất khó. Linh thạch là vật chuẩn bị, gần như tất cả danh sư đã vượt qua tam tinh đều biết. Thế nào, Dương sư lợi hại như vậy, giống như hoàn toàn không rõ. Ta đương nhiên biết được, chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ, xúc động mà thôi. Thấy thiếu chút nữa lộ ra dấu vết, Trương Huyền nhìn xuống kích động, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt tang thương. Loại chuyện như vậy giải thích càng nhiều càng không giải thích rõ được, còn không bằng cao thâm khó dò, khiến cho bọn họ đi suy đoán. A, à, quả nhiên, nghe được Dương sư nhớ lại có chút chuyện cũ, hai người Tô sư thức thời không hỏi thêm nữa. Vậy, chuyện Trương sư tham gia thi đấu danh sư. Tô sư tiếp tục hỏi. Loại thi đấu này, là rèn luyện đối với vãn bối, ta làm sao có thể từ chối. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hắn tham gia. Bàn tay vẫy một cái, Trương Huyền nói. Nói đùa, một vạn khối linh thạch đấy. Loại cơ hội tốt như vậy, nếu thật sự bỏ qua, đúng là ngu ngốc. Cái này, vốn nghĩ vẫn sẽ gặp phải từ chối, không nghĩ tới nói chuyện sảng khoái như vậy. Tô sư, Lăng sư nhìn nhau, sững sờ ở tại chỗ. Dương sư, trước đó ngươi không phải thái độ này. Rất rõ ràng có chút phản cảm, ta không nghĩ sẽ thay đổi nhanh như vậy chứ. Cao nhân tính tình tùy tiện như vậy, cũng choáng váng. Tốt lắm, Dương sư nói như vậy, chúng ta lại yên tâm. Chỉ có điều, không quan tâm vì nguyên nhân gì, chỉ cần đáp ứng, chẳng khác nào có hy vọng giành thắng lợi, hai người Tô sư đồng thời hưng phấn siết chặt nắm đấm. Vậy kính mời Trương sư trong vòng 3 tháng, tới Liên minh Vạn Quốc tham gia thi đấu. Được. Trương Huyền gật đầu. Tô sư lật cổ tay một cái, lấy ra một lệnh bài. Đây là tín vật tham gia thi đấu, có thể phải làm phiền Dương sư chuyển lại cho Trương sư. Đến lúc đó chỉ cần cầm cái này trong tay, có thể tới danh sư đường của Liên minh Vạn Quốc tìm ta. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật. Nếu Dương sư đáp ứng, chúng ta từ biệt trước, trở lại trước thời hạn để chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ ở Liên minh Vạn Quốc cung kính chờ đợi tiền bối và Trương sư đến. Tô sư ôm quyền. Mục đích tới Thiên Vũ Vương Quốc, chính là tìm vị thiên tài gọi là Trương Huyền này, xem có thể tham gia thi đấu danh sư hay không. Hiện tại nhìn thấy người, còn lợi hại hơn so với tưởng tượng không nói, còn nhận được lời hứa hẹn, xem như là hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, có thể đi về. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Bên ngoài phủ đệ. Vẻ mặt Mạc Hoàng nhất khẩn trương. Âm thanh lương thống lĩnh vừa kêu lên, toàn bộ đều nghe được. Hiện tại không có động tĩnh, có thể đã đánh nhau hay không? Siết chặt nắm đấm, hắn muốn xông đi qua hỗ trợ. Nhưng suy nghĩ một chút, có khả năng như vậy quá mức liều lĩnh, rất dễ dàng dẫn tới người khác phản cảm. Còn muốn bái sư lại không quá dễ dàng. Chỉ mong đừng náo loạn lớn. Hắn nói thầm một tiếng, đang phỏng đoán bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì, lại cảm thấy phía trên tối sầm. Một bóng đen to lớn từ trong viện bay thẳng ra. Phù phù, phù phù, phù phù. Hắn khiếp sợ đến mức vội vàng nhảy về phía xa. Vừa mới đứng vững, hắn liền nhìn thấy một con man thú cực lớn, còn có 3 bóng người giống bánh chẻo ngã ở trên đường phố cách đó không xa. Mỗi một người đều cắm đầu trên mặt đất, đập xuống từng lỗ thủng cực lớn. Là vị thái tử phi của Lâm gia kia. Mạc Hoàng nhất ngây người tại chỗ.
Chương 673, học sinh thân truyền 1. Một đám người trước mắt này, không phải chính là đám người mới vừa rồi còn ở trên trời kiêu ngạo không thôi sao? Người dáng vẻ thống lĩnh trước đó, đứng ở trên đầu man thú, bàn tay to mở ra, lực phá càn khôn, khí ép hoàn vũ, khí phách không thể lại khí phách hơn, thế nào nửa người cũng cắm vào mặt đất. Giống như một cái cây non vậy. Đặc biệt là thái tử phi kẻ cầm đầu gây họa, giống như đầu heo. Nếu không y phục đẹp đẽ quý giá, ném tới trong đám ăn mày, sợ rằng cũng không nhận ra. Không chỉ ba người, ngay cả con man thú hung mãnh kia, thoạt nhìn cũng rơi tới thất điên bát đảo, không tìm được phương hướng. Điều này. Mắt Mạc Hoàng Nhất giống như chiêm đồng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thời gian trong nháy mắt, khiến đám người trước đó vẫn kiêu ngạo không ai bì nổi, biến thành như vậy. Trong lúc đang nghi ngờ, lại nghe được hai âm thanh rơi xuống đất. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy, bệnh nhân, trước đó nằm ở trên lưng man thú bị quăng ra, bay ở trên không trung thêm một hồi, lúc này mới rơi xuống đất. Chính là Lâm Nhược Thiên, Lâm Lang. Bọn họ vốn đã trọng thương, lại bay từ trên cao mấy trăm thước ngã xuống, xương cốt toàn thân đều vỡ nát, hơi thở thoáng cái đứt đoạn, trực tiếp đi địa phủ báo cáo. Phụ thân, đệ đệ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Lung trọng thương vừa vội vừa tức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ là ngất đi, nhưng Lâm Nhược Thiên đã chết không nhắm mắt. Vốn tưởng rằng nữ nhi tới, nhất định có thể đại triển hùng phong, chém giết tất cả đám Trương Huyền kia, báo thù rửa hận. Hắn nằm mơ nữa cũng không nghĩ tới, mới đến được trên không trung của phủ đệ người ta, man thú lại rơi xuống, bị rơi nhanh muốn chết. Ngay sau đó, còn mong chờ có thể chuyển bại thành thắng, kết quả làm người bay trên không trung. Sau đó, sẽ không có sau đó nữa. Tới báo thù, kẻ thù còn không thấy lại chết. Trên thế giới còn có ai buồn bực hơn so với hắn? Sớm biết như vậy, còn không bằng đừng chờ nữ nhi, chết sớm một chút, cũng không phải chịu tội thêm mấy ngày này. Lâm gia, lần này xem như là chạm tới thiết bản. Đúng vậy, Trương sư không chỉ thiên phú cao, còn có một sư phụ tốt. Đấu cùng bọn họ, không phải muốn chết sao? Không hỏi thăm một chút lại xông tới, đáng đời gặp xui xẻo. Nhìn thấy được tình cảnh mấy người bi thảm, không những không có ai đồng tình, ngược lại còn hả lòng hả dạ. Chuyện của Lộ Trùng, gần như tất cả mọi người đều biết. Lâm gia vốn danh tiếng không tốt, hiện tại là thế tường ngã mọi người đẩy, thành cháy lửa lan ra đồng cỏ. Đây là vị lão sư của Trương sư kia ra tay sao? Không phải, vừa rồi có người ở Vọng Thiên Lâu nhìn thấy, là một vị danh sư, tên gì? Tiểu Tô, rốt cuộc là ai, ta cũng không biết được rõ ràng. Bất kể là ai, tiện tay ném ra cường giả trí tôn cảnh, phần thực lực này, đáng sợ. Đúng vậy, sau này Trương phủ này chính là cấm địa, hậu bối ai dám xông vào, lập tức trục xuất gia tộc. Bàn luận ầm ĩ. Tiểu Tô, chẳng lẽ là, Tô sư ra tay? Sắc mặt Mạc Hoàng Nhất nhất thời đỏ lên, siết chặt nắm đấm. Danh sư tứ tinh quả nhiên lợi hại, xem ra quyết định của hắn đúng, bái hai vị này làm sư. Sau này nhất định có thể đột nhiên bay nhanh tiến mạnh. Két! Hắn đang kích động, chờ hai người Tô sư đi ra, đi vào bái sư, liền nghe được cửa lớn cách đó không xa mở ra. Hai bóng người đi ra. Tôn quản gia, vậy chúng ta liền cáo từ. Nhìn thấy Trương sư, cũng làm phiền nói giúp cho một tiếng, chúng ta ở Liên minh Vạn Quốc chờ hắn. Tô sư ôm quyền nói. Yên tâm đi, chuyện nhỏ mà thôi. Tôn Cường vung tay lên. Điều này... Mạc Hoàng Nhất thoáng lảo đảo một cái. Đây chính là Tô sư, Lăng sư, danh sư tứ tinh của Liên minh Vạn Quốc. Dương sư không đưa tiễn, ngược lại cũng thôi. Trương sư thế nào cũng không đi ra. Chỉ để cho một quản gia đưa ra. Mấu chốt nhất chính là, người quản gia này, cũng quá tùy tiện. Người xem bộ dáng này, rõ ràng chỉ làm cho có lệ. Và không kiên nhẫn được. Không kiên nhẫn được cái quỷ à. Nếu như nói trước đó không biết thân phận của hai người Tô sư. Ngược lại cũng thôi. Vừa ra tay, long trời lở đất, lại còn thái độ như vậy. Là muốn điên hay có bệnh? Cũng không phải là, chỉ sợ là thực lực của vị Dương sư này, sâu không lường được, lúc này mới một người đắc đạo, quản gia cũng diễu võ dương oai như vậy. Mạc Hoàng Nhất không ngốc, rất nhanh liền hiểu được, không nhịn được choáng váng. Khiến cho danh sư tứ tinh đều kiêng kỵ, vậy vị Dương sư này, rốt cuộc lợi hại tới mức nào? Danh sư Đường. Ngươi nói, lão sư gọi Tô sư là, Tiểu Tô. Đầy chấn động kinh ngạc nhìn qua báo cáo trước mắt,
Trúc trưởng lão, Khương đường chủ không thể tin được. Đúng, không chỉ có như vậy, Tô sư dường như còn rất nghe lời Dương sư nói. Trúc trưởng lão nói, Tô sư đường đường là danh sư tứ tinh của Liên minh Vạn Quốc, đối với lão sư lễ độ cung kính, thậm chí gọi là tiểu tô cũng không dám phản kháng. Lẽ nào, thực lực của lão sư, đã vượt qua tứ tinh? Sớm đã biết rằng thực lực lão sư sâu không lường được, nhưng Khương đường chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lợi hại như vậy. Danh sư tứ tinh lễ độ cung kính, tự xưng vãn bối, phải mạnh tới mức nào? Cũng sợ rằng chỉ có danh sư lợi hại như thế, mới có khả năng dạy dỗ ra thiên tài như Trương Huyền vậy. Sau khi hết khiếp sợ, hắn không nhịn được xúc động. Thiên phú của Trương sư, rõ như ban ngày. Đổi lại thành mình, nhất định là dạy không nổi. Cũng chỉ có lão sư, mới có loại năng lực này. Đúng rồi, đường chủ, đám người Tô sư rời khỏi phủ đệ của Trương sư, lại cưỡi man thú bay, quay về Liên minh Vạn Quốc. Trúc trưởng lão tiếp tục nói. Ừ, Tô sư, Lăng sư là trưởng lão danh sư đường của Liên minh Vạn Quốc, khẳng định vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng đợi ở chỗ này lâu. Khương đường chủ gật đầu, có chút do dự. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp Trương sư và lão sư. Chắc hẳn, bọn họ cũng không ở lại Thiên Vũ Vương Thành được bao lâu. Hắn cũng biết một ít về mục đích của Tô sư, Lăng sư. Hiện tại hai người xoay người rời đi, hoàn toàn không có chút dừng lại nào, nói rõ chuyện đã làm gần như thỏa đáng. 3 tháng sau lại có thi đấu danh sư, nói vậy đám người Trương sư rất nhanh sẽ phải rời khỏi đây. Đúng vậy. Trúc trưởng lão gật đầu. Trương sư đại tài, loại địa phương nhỏ như Thiên Vũ Vương Thành này, hiển nhiên không giam cầm được. Muốn đi tới địa phương huy hoàng hơn, giang cánh bay lượn. Khương đường chủ và Trúc trưởng lão đều nhìn ra, thời khắc này, Trương Huyền quả thật đang suy nghĩ vấn đề rời khỏi đây. Tu vi của hắn bây giờ đạt tới tông sư đỉnh phong, không có nhiều công pháp cấp bậc chí tôn. Muốn đột phá, gần như không có khả năng. Chương 674, học sinh thân truyền 2. Mà loại địa phương cấp bậc như Thiên Vũ Vương quốc này, loại công pháp này là căn bản không tìm được. Chỉ có thể đi quốc gia cấp bậc cao hơn. Hắn khôi phục diện mạo vốn có, trở lại phòng tiếp khách. Lúc này, đám người Trịnh Dương vẫn quỳ gối tại chỗ, kiên trì 2 ngày 2 đêm, giọt nước không uống, tuy rằng thân thể run rẩy, có chút không kiên trì nổi, ánh mắt lại càng lúc càng kiên định, lại không lỗ mãng như trước. 2 ngày 2 đêm rèn luyện, giống như dự đoán, rèn luyện tinh thần, rèn luyện ý chí. Biết mục đích trừng phạt bọn họ đã đạt tới, Trương Huyền gật đầu. Đều đứng lên đi. Hắn vung tay lên, ngồi ở trên chỗ ngồi của gian phòng. Đám người Lộ Trùng, Triệu Nhã đã đến trước mặt. Lúc này, 6 học sinh tập trung lại. Ta muốn rời khỏi Thiên Vũ Vương quốc đi Liên minh Vạn quốc. Ai không muốn đi, ta sẽ không cưỡng ép. Nhìn về phía mọi người, Trương Huyền thản nhiên nói. Lại đến lúc cần phải lựa chọn. Học sinh không phải là nô lệ. Nguyện ý theo, thì dẫn theo. Không muốn, đại biểu duyên phận hết. Không cần thiết cưỡng ép. Ta nguyện ý đi theo lão sư. Triệu Nhã bước lên trước. Ta cũng nguyện ý. Đám người Trịnh Dương cũng vội vàng mở miệng. Không có lão sư, bọn họ sẽ không có thực lực bây giờ. Đương nhiên phải đi theo sau lưng lão sư, truy đuổi bước chân, càng chạy càng xa. Lộ Trùng, người thì sao? 5 học sinh theo Thiên Huyền tới đây rất nhanh đều biểu lộ thái độ, nguyện ý đi theo ở phía sau, không bỏ không rời. Chỉ có Lộ Trùng đứng ở một bên, một câu không nói. Ta trước đó cũng đã nói, cái mạng này đều là của lão sư, tất nhiên là lão sư đi tới nào, ta đi đến nơi đó. Chỉ có điều, trước đó, còn có vài chuyện cần xử lý. Có chút do dự, Lộ Trùng nói. Sao? Trương Huyền nhìn qua. Liên minh Vạn Quốc cách nơi này không dưới hơn 10 vạn cây số. Đường xá xa xôi, một khi đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ta muốn. Trước khi đi, bái tế phụ mẫu người thân một chút. Lộ Trùng nói. Bái tế người thân, nên làm. Trương Huyền đáp ứng. Lần này đi không biết bao lâu. Trước khi đi, bái tế phụ mẫu người thân đã chết, chuyện thường tình của con người. Nếu có cơ hội, ta còn muốn nhờ lão sư ra tay giúp đỡ, lấy về vật do tổ tiên lưu lại. Thực lực của ta vẫn có chút không đủ. Lộ Trùng nói tiếp. Trương Huyền đáp ứng. Hắn nói vật của tổ tiên. Hẳn là bản chép tay do Khổng sư tự tay viết. Thứ này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Nhưng Lộ Trùng bởi vì nó, khiến gia tộc tan biến, lại là vật do tổ tiên lưu lại. Trước khi đi,
lấy được vào tay mới rời khỏi, không có gì đáng trách. Đa tạ lão sư, trong mắt Lộ Trùng tràn ngập cảm kích. Nếu các ngươi đều muốn đi cùng ta, vậy ta cũng nói một câu quy định. Thấy mọi người đều muốn đi cùng, Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thần thái nghiêm túc. Lão sư và học sinh chú ý duyên phận, lão sư học sinh ở học viện bình thường, không muốn đi học, có thể rời khỏi, đổi lão sư, cũng không có vấn đề gì. Nhưng, các ngươi muốn đi theo ta, lại không giống như vậy. Quan hệ giữa lão sư và học sinh bình thường, tuy rằng kính trọng, lại cũng không có ràng buộc quá lớn. Thật giống như bạch lão sư của đám người Lộ Trùng trước đó, tuy rằng dạy bọn họ trong thời gian dài, nhưng đổi lại cũng sẽ không có cảm giác có lỗi quá lớn. Ban đầu ở Hồng Thiên Học Viện cũng vậy, học sinh cho rằng dạy không tốt, rời khỏi lớp, đổi lão sư, là chuyện thường xảy ra. Lão sư, chẳng lẽ muốn thu chúng ta làm thân truyền? Kịp phản ứng, Trịnh Dương kích động, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Đám người Triệu Nhã cũng từng người siết chặt nắm đấm. Đồng thời là học sinh, thân truyền, giảng bài, địa vị chênh lệch rất lớn, không thể so sánh nổi. Học sinh nghe giảng bài, có thể rời khỏi, đổi lão sư khác. Thân truyền, nếu làm như vậy, chẳng khác nào phản bội sư môn, bị tiêu diệt cũng không ai dám nói cái gì. Trở thành thân truyền, nhận được pháp quyết tu luyện cao thâm nhất, chỉ điểm cặn kẽ nhất, gặp phải người tới nghe giảng bài, tự động thăng cấp, sư huynh. Đồng dạng, cũng ỏ thần phục sư môn, lại không thể hài lòng. Mặt khác, trở thành thân truyền, cũng là lão sư đối với học sinh tán thành, không có khả năng thu. Đám người Triệu Nhã trước đây vẫn tự cho mình là học sinh thân truyền. Nhưng Trương Sư chưa bao giờ mở miệng, trong lòng bọn họ vẫn ít nhiều có chút mất mát. Lúc này nghe được lời này, tất cả đều hưng phấn khó có thể tự kìm chế được. Trở thành thân truyền, chẳng khác nào có thân phận thật sự. Lại ra mặt cho lão sư, cũng có lý chẳng sợ gì. Không sai, muốn trở thành thân truyền của ta, phải tuân thủ mấy quy định, tôn sư trọng đạo, nghe theo lão sư phân phó, không thể ngỗ nghịch. Sư môn truyền thụ, chưa cho phép không được truyền ra ngoài. Khoan dung đối đãi, không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Thành thật giữ tín làm gốc, không thể lừa trên gạt dưới. Đoàn kết đồng môn. Nếu như có thể tuân thủ những điều mục, có thể làm thân truyền của ta. Làm không được hoặc sau này vi phạm, Trương Huyền ta sẽ đích thân ra tay giết chết hắn, tuyệt đối không nuông chiều. Trương Huyền đứng dậy, chắp hai tay ở sau lưng, mỗi một câu nói ra, sắc mặt nghiêm khắc thêm một phần. Nói xong lời cuối cùng, không khí trong phòng hình như cũng ngưng động. Trải qua mấy ngày sát hạch, những học sinh này mặc dù có thời gian thoạt nhìn rất vô liêm sỉ, trên thực tế trong lòng đối với hắn vẫn vô cùng tôn trọng, không dám hoàn toàn trái ý, phù hợp tiêu chuẩn của học sinh thân truyền. Nhưng, nếu thu làm thân truyền, quy định tất nhiên phải lập ra. Chúng ta nguyện ý vào môn hạ của Trương Sư, trở thành thân truyền, nhận lệnh của lão sư, trung thành như một, đến chết không hối hận. Đám người Triệu Nhã không chút do dự nào, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Được. Trương Huyền gật đầu. Từ hôm nay trở đi, Triệu Nhã là đại sư tỷ, Vương Dĩnh là nhị sư tỷ. Tiếp đó theo thứ tự là Lưu Dương, Trịnh Dương, Viên Đào, Lộ Trùng. Đồng môn 6 người, tương thân tương ái, không được xuất hiện nội chiến. Vương Dĩnh mặc dù là người đầu tiên nhập môn, nhưng tính cách quá yếu ớt. Trong mọi người, cũng chỉ có Triệu Nhã kiến thức nguyên tắc, tu vi cũng cao nhất, thích hợp làm đại sư tỷ. Để cho đám người Trịnh Dương dẫn dắt, còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Vâng, mọi người gật đầu. Kết thúc buổi lễ, bối phận đã xác nhận. Thiên Vũ năm 1736. Mùa thu. Triệu Nhã, Trịnh Dương, Lưu Dương, Vương Dĩnh, Viên Đào, Lộ Trùng bái sư, làm thân truyền của Trương Sư. Chương 675, Thái tử quyết định 1. Thái tử điện hạ, nhất định phải làm chủ cho ta, giết chết người kia, báo thù rửa hận cho ta. Bên trong gian phòng đóng kín, một nữ nhân hoàn toàn thay đổi, toàn thân sưng phù, quỳ trên mặt đất, lên tiếng gào thét. Chính là Thái tử Phi Lâm Lung bị điên cuồng đánh một trận, sau đó lại bị rơi tới nửa chết nửa sống. Thời khắc này, nàng dùng thuốc chữa thương, khôi phục một ít, nhưng khắp người vẫn sưng phù, bẩn xấu không chịu nổi. Phía trước nàng, một người thanh niên đang ngồi, dáng vẻ 34, 35 tuổi, trên mặt góc cạnh rõ ràng như đao, cương nghị, thường xuyên có thể thấy được vẻ uy nghiêm lộ ra, thân ở chức vị cao. Đó chính là Thái tử Điện Hạ của Hiên Viên Vương Quốc, Đinh Mục. Báo thù. Bốp. Một cước đạp qua, Đinh Mục tức giận,
sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy. Nàng có biết mình rốt cuộc đắc tội với người nào không? Còn dám nhắc tới báo thù với ta? Thời điểm Lâm Lung rời khỏi hành cung thái tử, hắn vừa vặn không ở đó. Khi trở về nghe được tin tức lại chạy qua, muốn xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, vẫn tới muộn. Biết nữ nhân của mình bị đánh nửa chết nửa sống, hắn vẫn không lỗ mãng tìm vị trương sư kia gây phiền phức, mà là phái người hỏi thăm một chút. Không hỏi thăm còn tốt, sau khi nghe ngóng, hắn thiếu chút nữa thì lập tức hù chết. Thiên tài danh sư liên tiếp phá vô số kỷ lục, còn có một lão sư sâu không lường được. Lâm gia các người đắc tội người nào không được, không cần đắc tội lợi hại như vậy. Báo thù thế nào đây? Chuyện Tô sư, Lăng sư tới danh sư đường, người biết không nhiều lắm, cũng là danh sư chính thức, thăm dò không ra. Mà trước đây Lương Thanh Mệnh không phải là đối thủ, sự thực bày ra ở đó. Một tiếng quát khiến cho cường giả Chí Tôn hậu kỳ và Kim Lân thú tia chớp mất đi năng lực phản kháng, nhấc mọi người lên ném ra, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn ngoan độc. Cho dù toàn bộ Hiên Viên Vương quốc cộng lại, cũng không chống đỡ nổi. Thật muốn báo thù cho nàng, không phải là toàn bộ vương quốc cũng chôn vùi vào trong sao? Đùa gì thế? Ta đương nhiên biết hắn là ai. Danh sư nhị tinh của danh sư đường. Phía sau còn có một vị sư phụ hư hư thực thực danh sư tứ tinh. Bị đạp ngã trên mặt đất, Lâm Lung vẫn không sốt ruột, mà cười lạnh nhìn qua. Thái tử cũng biết, nàng khôi phục lại, tự nhiên cũng nghe. Biết còn nói thừa, danh sư tứ tinh, tệ nhất cũng phải đạt được hóa phàm cảnh. Loại cường giả này, đừng nói Hiên Viên Vương quốc, cho dù ở Liên Minh Vạn Quốc, cũng là nhân vật lớn, chúng ta không thể đắc tội được. Bàn tay vẫy một cái, Đinh Mục đưa ra quyết định. Được rồi, chuyện này đến đây thì dừng. Sau đó đừng nhắc lại nữa. Đừng đưa ra quyết định sớm như vậy. Lâm Lung đứng dậy. Điện hạ cũng biết vì sao Lâm gia ta và vị Trương Huyền này chọc ra thù hận. Không phải nàng giết toàn gia học sinh của hắn, mới dẫn tới phiền phức hay sao? Đinh Mục nhướng mày. Là ta phái người giết toàn gia cù trùng, nhưng điện hạ có biết vì sao làm như vậy hay không? Lâm Lung nói. Đinh Mục nhướng mày. Chuyện này, hắn thực sự không biết. Bên ngoài có lời đồn là bởi vì tỷ tỷ của Cù Trùng, cùng Lâm Lang gây ra mâu thuẫn. Theo hắn thấy, sợ rằng không đơn giản như vậy. Lâm Lung tuy rằng bao che khuyết điểm, không có khả năng là một người thấy được việc lớn. Bằng không, làm thái tử của Hiên Viên Vương quốc, hắn cũng không có khả năng để ý. Bình thường tiếp xúc, không tính là lỗ mãng. Thế nào lần này lại bất chấp sự tình khó có thể xử lý, trực tiếp động thủ? Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Hắn không nhịn được nhìn qua. Điện hạ một lòng muốn bái nhập Lưu Vân Tông, ta vẫn nhớ ở trong lòng. Thật ra, nếu thật sự muốn thành công, vị cù trùng này, chính là mấu chốt trong mấu chốt. Lâm Lung khẽ nói. À, Đinh Mục sửng sốt. Hiên Viên Vương quốc mặc dù thuộc về Liên Minh Vạn Quốc, nhưng nếu nói xung quanh thế lực mạnh nhất, không ngoài Lưu Vân Tông này. Duy trì liên tục 77 lần thi đấu danh sư, 36 lần quán quân đều ôm vào lòng. Số lượng vượt quá phân nửa, đủ thấy sự cường đại. Liên minh Vạn Quốc thành tích tốt nhất, cũng mới là thứ 23, thứ 5 đếm ngược mà thôi. Đinh Mục là thái tử Hiên Viên Vương quốc, nhất định kế thừa vị trí quốc vương. Nhưng dã tâm của hắn không giới hạn ở trong này, mà là thiên địa rộng lớn hơn. Hắn sớm đã muốn bái nhập môn hạ Lưu Vân Tông, chỉ là vẫn không có cơ hội. Một khi thành công, nhận được bồi dưỡng, nhất định có thể một lần bay lên trời, thành tựu hóa phàm. Thậm chí đạt được cấp bậc cao hơn, cũng không phải là mộng tưởng. Chỉ có điều khởi điểm của Lưu Vân Tông rất cao, muốn đi vào, làm gì có được dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn thuộc về thái tử thế lực vương quốc lân cận, không có người đắc lực đề cử, gần như là không có khả năng. Cù gia này, thoạt nhìn là một gia tộc tàn bại không ra gì, nhưng hàng vạn năm trước, lại đặc biệt lợi hại. Nhất là tiên tổ bọn họ, từng ở trong lúc vô ý đã cứu được Mẫn Thánh một cái mạng. Lâm Lung nói. Mẫn Thánh, nàng nói là, một trong 72 thánh khổng môn, Mẫn Thánh Mẫn Sư sao? Đồng tử co lại, Đinh Mục hít thở dồn dập. Chương 676, Thái tử quyết định 2. Khổng Sư được biết có 3.000 đệ tử, lợi hại nhất, được gọi là 72 thánh. Mẫn Thánh là một trong số đó, tham dự qua sáng tạo danh sư đường, thuộc về một trong những người sáng lập. Trong lúc vô ý đã cứu hắn một mạng, cù gia này cũng thật lợi hại. Không sai, chính vì vậy, bọn họ nhận được thư trả lời do Khổng Sư tự tay viết,
do đó được tôn làm chí bảo, lưu truyền qua các đời cho tới nay. Lâm Lung nhìn qua, thư trả lời do Khổng Sư tự tay viết lưu lại, cho dù chỉ có không nhiều chữ viết lắm, giá trị to lớn. Không cần ta nói, điện hạ nói vậy cũng có thể hiểu rõ. Nếu như nhận được thứ này vào tay, đưa cho tông chủ Lưu Vân Tông, đừng nói một đệ tử nội môn, cho dù chân truyền, thậm chí đổi tới một vị trí trưởng lão, chỉ sợ cũng không phải là vấn đề. Điều này, Đinh Mục chấn động, toàn thân cứng đờ. Khổng Sư, lão sư thiên hạ, người đứng đầu vạn cổ cho tới nay. Chữ do hắn tự tay viết, chứa đựng đạo lý của thiên địa, đã sớm được học sinh cất kỹ, không có lộ ra bên ngoài. Bộ dạng bút tích thực sự của Khổng Sư, lấy ra đưa cho danh sư Lục Tinh, đối phương sợ rằng cũng sẽ cao hứng thu hắn làm chân truyền. Quá chân quý. Đừng nói liên minh vạn quốc, cho dù lại thêm 26 chỗ thế lực tương đồng xung quanh, có thể có hay không cũng còn khó nói. Cù gia lại có. Điều này. Hít thở dồn dập, toàn thân Đinh Mục cũng có chút miệng khô lưỡi khô. 2 năm trước, giết chết Cù gia, nếu ra tay, đương nhiên phải lôi đình vạn quân, một lần hành động tiêu diệt, làm sao có thể còn cố ý lưu lại một cái đuôi không giết chết. Lâm Lung hừ lạnh. Người này cho rằng ẩn nấp ở trong Thiên Vũ Học Viện, đổi tên thành Lộ Trùng sẽ không người nào biết. Đùa gì thế, nếu thật sự muốn tìm được, có chuột tìm dấu vết, đừng nói không thay hình đổi dạng, cho dù ngụy trang thân phận, cũng đều có thể điều tra tất cả rõ ràng. Lộ Trùng ẩn nấp ở Thiên Vũ Học Viện, rú rú trong nhà, vốn tưởng rằng là Lâm gia không phát hiện. Hóa ra bọn họ đã sớm biết được, chỉ là không có động thủ mà thôi. Dù sao, có loại đáng sợ như chuột tìm dấu vết, biết mùi, lại có thể tìm tới. Nếu như ngay cả một hài tử mười mấy tuổi bị cốt cảnh cũng chưa đạt tới còn không bắt được, Lâm gia cũng không có khả năng xưng bá vương thành nhiều năm như vậy. Người của Cù gia, xương rất cứng, thẩm vấn thế nào cũng không có cách nào biết được thứ này đang ở đâu. Cho nên, ta liền cố ý để lại người sống, chờ bản thân hắn đi tìm. Ánh mắt lóe lên, Lâm Lung nói. Ai biết người này, cũng nhẫn nhịn được, hơn 2 năm qua, vẫn không nhúc nhích. Ban đầu, nếu hắn không hành động, chúng ta cũng muốn động thủ, bắt tới cố gắng điều tra. Ai biết người này nhận được một lão sư tốt, nguyện ý thay hắn ra mặt. Nói đến đây, Lâm Lung siết chặt nắm đấm, trên mặt đầy căm hận. Tuy rằng gả xa tới Hiên Viên Vương quốc, không thường trở về, Lâm gia phát sinh chuyện, nàng vẫn rất rõ ràng. Chính vì vậy, nàng mới đặc biệt tốn giá trị lớn xây dựng tường đưa tin. Chỉ là không nghĩ tới, tường này phát huy tác dụng, không phải bởi vì tìm đến một bản chép tay lưu truyền xuống, mà là tin tức Lâm gia bị người xóa bỏ. Lão sư tốt, ta thấy không nhất định, có thể vị Trương Huyền này sớm biết được chuyện bản viết tay của Khổng Sư. Bằng không, một đệ tử mà thôi, có cần để cho hắn một danh sư nhị tinh tông sư đỉnh phong, đắc tội Hiên Viên Vương quốc và Lâm gia giống như mặt trời ban trưa hay không? Lương Thanh Mệnh ở một bên, nói chen vào. Hắn là thân tín của Thái tử Điện Hạ, tin tưởng sâu không nghi ngờ. Bởi vậy, chuyện cơ mật như thế, cũng không giấu giếm. Không sai, nhất định là vì nguyên nhân này. Bằng không, cho dù hắn có Dương Sư làm chỗ dựa vững chắc, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi đắc tội chúng ta, không để ý tới uy nghiêm của Hiên Viên Vương quốc. Lâm Lung gào thét, hàm răng cắn đến, ken két, vang dội. Không phải nguyên nhân này. Nàng thật sự không nghĩ ra, một danh sư nhị tinh tiền đồ vô lược, làm gì vì một học sinh mới nhận thức mấy ngày, không tiếc cùng Lâm gia khai chiến, thậm chí ngay cả nàng vị thái tử phi của Hiên Viên Vương quốc này, đều điên cuồng đánh một trận. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận về động cơ của Trương Huyền. Đinh Mục xua tay cắt ngang lời hai người thảo luận, mắt cũng có chút ửng đỏ. Nếu như tin tức là thật, Khổng Sư tự tay viết thư, đừng nói đắc tội một thiên tài danh sư. Cho dù đắc tội liên minh vạn quốc cũng đáng giá. Liên minh vạn quốc khống chế vạn nước, là rất cường đại. Nhưng ở trong 26 thế lực lớn xung quanh, chỉ có thể xếp vị trí cuối cùng. Tin tức là thật, chỉ cần cướp được đồ vào trong tay, là có thể thành công nịnh bợ tới Lưu Vân Tông, thậm chí thế lực càng cao hơn. Bởi vì vậy đắc tội liên minh vạn quốc, cũng tuyệt đối là kiếm lời lớn. Đúng vậy, Điện Hạ, ngài phải nhanh đưa ra quyết định một chút. Ta đã phái người nghe được. Trương Huyền này quyết định rời khỏi Thiên Vũ Vương Thành, đã cùng mọi người của danh sư đường từ biệt. Sáng sớm hôm nay hắn liền đi về phía Thiên Vũ Sơn Mạch. Liên minh vạn quốc ở phía Nam, hắn đi Tây Nam. Ta đoán không sai, hẳn là muốn đi tìm món bảo vật này. Một khi để cho bọn họ nhận được, thuận lợi đưa đến liên minh, còn muốn đoạt lại,
sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Lung vội hỏi. Nàng cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Trước đó đơn giản là nhìn thấy được tình cảnh bi thảm của phụ thân, đệ đệ ở trước mặt, do đó mất đi sự đúng mực, bị điên cuồng đánh một trận, tỉnh ngộ lại, sớm đã làm ra nhiều lần chuẩn bị. Đến liên minh, còn muốn cướp được vào tay, quả thật không thể nào. Chỉ là... Ninh Mục nhăn mày lại. Vị lão sư kia của hắn, và hai lão nhân bên cạnh. Hắn lo lắng không phải là Trương Huyền, mà là vị lão sư kia, và Tiểu Tô, đã đánh cho Lương Thanh Mệnh bị thương. Cường giả hóa phàm cảnh chấn thủ, đừng nói cướp giật, sợ rằng vượt tiến tới gần, sẽ bị lập tức đánh chết. Yên tâm đi, điện hạ, người của ta đặc biệt thấy rõ, lão nhân gọi là Tiểu Tô và một người khác, ngày hôm qua đã rời khỏi đây. Sáng sớm lúc Trương Huyền đi, Dương Sư cũng không đi theo. Hắn chỉ dẫn theo mấy học sinh và tùy tùng. Lâm Lung nói, Tô Sư, Lăng Sư rời đi, không giấu giếm, không ít người đều biết, không khó hỏi thăm. Sáng nay, đám người Trương Huyền cưỡi một con thiết sỉ khiếu thiên thú cực lớn rời khỏi, Khương Đường chủ tự mình đưa tiễn, Dương Sư không có ở trong đó, cũng có không ít người nhìn thấy được. Không theo, tốt lắm, Thiên Vũ Sơn mạch man thú rất nhiều, một đám người ngay cả chí tôn cũng chưa từng đạt được. Chết ở bên trong, chỉ cần xử lý thỏa đáng, nói vậy. Không ai sẽ biết nguyên nhân. Ninh Mục đứng dậy, trong mắt lóe lên một sự tàn nhẫn. Cứ quyết định như vậy, giết. Chương 677, tìm được chỗ ở cũ một. Sao nàng lại tới đây? Nhìn nữ tử trước mắt, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Nhận lấy thân truyền, chuyện của Thiên Vũ Vương quốc cũng xử lý gần xong, triệu hoán thiết sỉ khiếu thiên thú qua, không có dừng lại quá lâu. Hắn trực tiếp rời đi. Lưu sư, Lục Tầm biết bản lĩnh của bản thân, ở Thiên Vũ Vương quốc, có vương thất, danh sư đường chăm sóc, còn có thể tiến bước nhanh một chút. Đến liên minh vạn quốc, bị người ăn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chủ động ở lại. Chỉ có Tôn Cường ồn ào muốn đi theo Dương sư. Hắn rất sợ lộ ra, không thể làm gì khác hơn là giống như trước đây, dẫn theo ở bên cạnh. Từ khi đến Thiên Vũ Vương thành rồi rời khỏi, vừa lúc 10 ngày. Tu vi từ thông huyền cảnh đỉnh phong thuận lợi đạt tới tông sư đỉnh phong, thân thể còn nắm giữ lực lượng chí tôn sơ kỳ. Học sinh cũng có thêm một người, Lộ Trùng. Về phần chức nghiệp đặc biệt, sát hạch danh sư nhị tinh thành công, huy hiệu thi họa sư tam tinh ngày hôm qua đã được đưa tới. Bởi vì tu vi không đủ, y sư, luyện đan sư tạm thời không có cách nào có được cấp bậc cao hơn, nhưng cũng lấy được hai huy hiệu tam tinh. Nghề nghiệp của hắn cũng lại biến thành, danh sư nhị tinh. Luyện đan sư tam tinh, y sư tam tinh, thi họa sư tam tinh, thuần thú sư nhị tinh. Thu hoạch khá phong phú. Chức nghiệp và vinh dự người khác cả đời cũng không lấy được, trong vòng 10 ngày hắn lại lấy được, lưu lại vô số thán phục và bội phục. Ta cũng muốn xem thử thi đấu danh sư ở Liên minh Vạn Quốc. Không thể dẫn ta theo sao? Mạc Phú thở phì phò nhìn người thanh niên trước mắt. Người nào vậy? Cho dù phát triển quan hệ không sâu hơn, chí ít cũng là bằng hữu. Muốn đi liên minh vạn quốc tham gia thi đấu danh sư, không nói một tiếng thì cũng thôi. Nhưng xoay người rời đi, thông báo cũng chưa từng thông báo, quá không có suy nghĩ. May mà sớm có sự chuẩn bị, cưỡi thanh ưng thú đuổi theo. Nếu không, khẳng định sớm đã không thấy tăm hơi. Mạc Vũ là danh sư, hỏi thăm thi đấu danh sư, và chuyện của đám người tô sư, không tính là quá khó khăn. Được rồi, dẫn. Trương Huyền bất đắc dĩ. Dù sao gian phòng trên lưng thiết sỉ khiếu thiên thú cũng đủ lớn. 6 học sinh, Tôn Cường, lại thêm Mạc Vũ ngồi vào, cũng không có vẻ chật chội. Mặc kệ Mạc Vũ đang thở phì phò, Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mây trắng nối liền cùng một chỗ, giống như cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, sơn mạch xanh tươi vây quanh trong đó, khiến phạm vi tầm nhìn của người ta mở rộng, tinh thần sảng khoái. Lão sư, Lộ Trùng đi tới trước mặt. Tổ tiên chúng ta. Trước đây vì để phòng hậu bối chẳng ra gì, để bản chép tay rơi vào tay người khác, đặc biệt để nó ở nhà cũ tại Thiên Vũ Sơn Mạch. Ta cũng nghe phụ thân thuận miệng đề cập qua một câu, biết đại khái phạm vi. Cụ thể ở đâu, cũng không rõ lắm. Tìm thử xem đi. Đây là căn nguyên khiến gia tộc Lộ Trùng gặp phải tai họa, có thể tìm được tất nhiên là hay nhất. Lão sư, đại khái lại ở phạm vi này. Nửa ngày sau, Lộ Trùng chỉ tay. Phạm vi này thật lớn, đi nơi nào tìm. Từ trên lưng khiếu thiên thú xuống, nhìn quanh một vòng, Triệu Nhã không nhịn được nói. Trước mắt là một sơn cốc cực lớn, xung quanh thế núi lên xuống,
liên tục không dừng. Xung quanh còn có cây cối cao lớn xanh ngắt, đừng nói tìm chỗ ở cũ gì đó, ngay cả một bóng quỷ cũng không nhìn thấy được. Chủ yếu hơn chính là, ở đây man thú hoành hành. Không tìm được phương vị chính xác, nếu chẳng may xông đến xào huyệt của man thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta, cũng không biết. Lộ Trùng gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hắn chỉ là nghe trưởng bối nói qua phạm vi đại thể, chưa từng đi qua, cũng không biết được rõ ràng. Sơn mạch rộng lớn như vậy, tìm chỗ ở cũ cái gì cũng không biết được rõ ràng. Một năm cũng không tìm được. Mạc Vũ cũng lắc đầu. Nàng chỉ biết là Lộ Trùng trước khi đi Liên minh Vạn Quốc trước, muốn về chỗ ở cũ tìm một món đồ, cũng không biết là vật gì. Nhưng phạm vi trước mắt này cũng thật sự quá lớn. Sơn mạch rộng lớn, cây cối bao phủ, lại nói, khả năng còn có trận pháp che giấu. Làm sao tìm được? Lão sư, mọi người thấy một vòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt tập trung ở trên người Trương Huyền. Cái này, Trương Huyền cũng gãi đầu. Nhìn ta cũng vô dụng, ta chưa từng qua chỗ ở cũ của gia tộc bọn họ, càng không biết ở đâu. Nói được phân nửa, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Đúng rồi, ta nghĩ đến một phương pháp, tuyệt đối đáng tin. Không có bất kỳ vấn đề gì. Có biện pháp. Tất cả mọi người đều sửng sốt, hai mắt sáng lên nhìn qua. Mạc Vũ cũng rất hiếu kỳ. Chỗ ở cũ của gia tộc Lộ Trùng, ngay cả đương sự cũng không biết, hắn có biện pháp nào. Nàng đang thấy kỳ quái, đã thấy người thanh niên trước mắt lấy ra một quyển sách trắng, tiện tay vẽ một sơ đồ phương hướng, không ngừng chuyển động thân thể, trong miệng lẩm bẩm vài từ. Chỗ ở cũ của gia tộc Lộ Trùng ở hướng này, hướng này. Đám người Mạc Vũ, Triệu Nhã thoáng lảo đảo. Vốn tưởng rằng sẽ có phương pháp đáng tin gì, nhìn thấy được điều này, bọn họ cũng thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Cầm một quyển sách quỷ quái, tùy tiện vẽ một bức tranh, lại xác định phương hướng, còn đáng tin, nhất định có thể tìm được. Không cần tự tin như vậy chứ. Lừa gạt người, cũng cần chuẩn bị cho tốt một chút. Đây cũng quá miễn cưỡng. Được, lại hướng này. Dạo qua một vòng, Trương Huyền thực sự đưa ra quyết định, chỉ về phía trước. Mạc Vũ lại thoáng lảo đảo một cái. Có đôi khi nàng cảm thấy vị trương sư này thiên tư vô song, thế nào lúc này lại cảm thấy làm bậy như thế. Phương pháp này của ngươi, thật sự có thể xác nhận phương hướng. Thật sự không nhịn được, nàng hỏi lên. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, gương mặt nghiêm lại. Phương pháp này của ta dính dáng thiên địa ngôi sao, sơn xuyên đại trạch, kết hợp với cảm ngộ trong lòng đối với thiên địa. Bảo tàng cũng có thể tìm tới, đừng nói là phương hướng. Chương 678, tìm được chỗ ở cũ 2. Thiên đạo đồ thư quán có thể xác định sai lầm, không tìm được phương hướng cũng không cần lo. Chỉ cần viết ra, trong lòng mặc niệm, là có thể phán đoán ra chỗ thiếu hụt, tìm được vị trí chính xác nhất. Chỉ có điều, chuyện này không thể nói ra được. Thiên địa ngôi sao, sơn xuyên đại trạch, cảm ngộ đối với thiên địa. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cầm cuốn sách nát, tùy tiện vẽ một phương hướng, đi một vòng lại dính dáng tới những thứ này. Ngươi dám lại kéo thêm một ít nữa sao? Thôi đi, dù sao cũng không tìm được phương hướng, nghe theo hắn. Mạc Vũ cảm giác táo bón một hồi. Thế nào liền theo qua? Nàng thật sự nghi ngờ đi tiếp như vậy, có thể đi lạc, lại cũng tìm không được đường về hay không? Dọc theo phương hướng vạch ra, tiến về phía trước, một khi đi tới điểm cuối, hoặc nhận không ra phương hướng mới, Trương Huyền liền lấy ra quyển sách xoay quanh một vòng. Một lúc lâu sau, bọn họ đi tới một khe núi không lớn. Chính là chỗ này. Hắn chỉ về phía trước. Theo đó nhìn lại, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy cách đó không xa trong màu xanh ngắt, quả nhiên lộ ra nóc của mấy gian nhà đá, hình như ẩn nấp ở trong trận pháp nào đó, như ẩn như hiện, có chút mơ hồ. Chính là nơi này, giống hệt với lời phụ thân nói với ta như đúc. Ánh mắt Lộ Trùng nhất thời sáng lên, thốt ra. Điều này. Thấy hắn xác nhận, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn qua. Nhất là Mạc Vũ, nhìn về phía Trương Huyền giống như nhìn quái vật. Nàng sắp phát điên rồi. Ngay cả Lộ Trùng người biết rõ tình hình, còn không tìm được phương hướng. Hắn tùy tiện lấy ra quyển sách, đi một vòng, vốn tưởng rằng làm loạn. Kết quả, lại là đúng. Có nhầm hay không? Chẳng lẽ lại thật sự giống như hắn đã nói, dính dáng thiên địa ngôi sao, sơn xuyên đại trạch gì đó? Bằng không, làm sao có thể thật sự tìm tới được? Hơn nữa cẩn thận nhớ lại một chút,
Từ khi đối phương bắt đầu lấy ra quyển sách xoay quanh, phương hướng bọn họ đi tới, tất cả đều thẳng tắp, còn rất an toàn, không có man thú thường lui tới. Cho dù sớm biết vị trí, cũng không thể đi chính xác như vậy đi. Mấu chốt nhất chính là, chỗ vị trí của mọi người, chính là mắt trận trong trận pháp. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy được nhà. Đổi một góc độ vị trí khác, những cái này sẽ bị trận pháp bao phủ, lại không nhìn thấy được. Nói cách khác, nếu như không biết vị trí, cho dù đi tới trước mặt, cũng sẽ bị trận pháp mê hoặc, gặp xong thoáng qua. Không biết ở chỗ nào, tùy tiện tìm được, không chỉ phương hướng chính xác, còn có thể một chút tìm tới chỗ. Người này, làm sao làm được? Thôi đi, hắn lại không phải người. Trong lòng chấn động kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra, Mạc Vũ không thể làm gì khác hơn là cười gượng lắc đầu. Người này từ khi vừa thấy được, lại biểu hiện ra năng lực nghịch thiên. Không ít chuyện, sử dụng lẽ thường căn bản phỏng đoán không thông. Nếu thật muốn phỏng đoán, sớm hay muộn cũng sẽ bị mệt chết. Qua đó, không để ý tới mọi người đang đứng ngây người ra, Trương Huyền đi về phía khe núi trước. Lão sư, tạm thời không vội, trận pháp này vô cùng nguy hiểm. Lộ Trùng vội vàng đi về phía trước. Do ta tổ tiên lưu lại, có người nói chỉ có thể có máu của hậu bối mới có khả năng dừng. Máu của hậu bối? Trương Huyền nhìn qua. Ừ, hình như cần máu của ta, rơi vào trên tảng đá chính khống chế trận pháp lại sẽ lập tức dừng lại, xuất hiện một thông đạo có thể cho phép người ta tiến vào. Nếu như không có thứ này bảo vệ, ở lại sơn mạch nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người hoặc man thú đến thăm. Lộ Trùng giải thích. Đám người Mạc Vũ gật đầu. Chỗ ở nhà cũ này, không biết bao nhiêu năm không có người đến qua, còn có thể duy trì trạng thái ban đầu, không có bị hủy hoại, đủ thấy trận pháp cường đại. Không chỉ người không vào được, cho dù man thú muốn đi vào, cũng gần như không có khả năng. Trận pháp lợi hại như vậy, không dừng lại trước, tùy tiện tiến lên, sẽ rất phiền phức. Vậy hãy nhanh thử xem. Mạc Vũ mở miệng. Lộ Trùng cũng không nhiều lời vô ích, nhìn về bốn phía. Nhìn một hồi, hắn lộ ra gương mặt giống như trái mướp đắng. Phụ thân ban đầu đã nói qua, nhỏ máu tươi vào trên tảng đá chủ khống chế trận pháp, có thể khiến cho trận pháp dừng lại. Nhưng, đâu mới đúng là khối đá chủ khống chế trận pháp chứ? Đá với hình thù kỳ quái đứng vững, vài bước một khối. Trong toàn bộ khe núi, không có một vạn cũng có ít nhất mấy nghìn. Nếu như mỗi một khối đều nhỏ một giọt máu tươi thử xem, chắc hẳn trận pháp còn không có dừng lại, hắn lại chết trước. Cái này, lão sư, ta không tìm được khối đá chủ khống chế trận pháp. Một lát sau, vẻ mặt hắn xấu hổ. Tỷ tỷ của hắn là trận pháp sư thiên tài, hắn lại không phải. Từ nhỏ đến lớn, gia tộc mặc dù có rất nhiều bí tịch trận pháp, nhưng hắn cũng không thích, chưa bao giờ xem qua. Cái này thì hay rồi. Đến trước nhà cũ của tổ tiên, nhưng ngay cả khối đá chủ khống chế trận pháp cũng không tìm được. Không tìm được. Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút. Nhìn quanh một vòng, cũng day day chân mày. Ta cũng không tìm được. Tuy rằng xem qua không ít sách có liên quan tới trận pháp, nhưng trận pháp này rõ ràng cao hơn so với nhị phẩm, tam phẩm, vượt qua trình độ của Thiên Vũ Vương quốc. Lấy nhãn lực của hắn, muốn tìm được, cũng rất phiền phức. Thôi đi, cũng đừng tìm khối đá chủ khống chế nữa. Lắc đầu, Trương Huyền nói. Vậy, chúng ta tiến vào thế nào? Lộ Trùng sửng sốt. Đơn giản. Trương Huyền bước lên trước. Ong! Một bước tiến vào phạm vi trận pháp, toàn bộ đại trận lập tức đung đưa. Trương Huyền giơ bàn chân lên, đạp thẳng tắp tới. Bù! Trận pháp dừng lại. Trương Huyền xua tay. Được rồi, có thể đi. Đám người Lộ Trùng, Mạc Vũ. Chương 679, hắn là lão sư của ta. Một. Trận pháp chênh lệch một đẳng cấp nhỏ, uy lực còn kém đi không chỉ một lần, tìm chỗ đầu mối then chốt cũng càng khó khăn. Mọi người vốn tưởng rằng Trương Sư có thể một cước đá dừng trận pháp tam phẩm sơ kỳ, cũng rất nghịch thiên, rất khiến người ta chấn động kinh ngạc. Lúc này nhìn thấy mới biết. Cái gì nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, căn bản không phải là chuyện gì. Chỉ cần hắn ở đó, lợi hại hơn nữa, một cước cũng phải xong đời. Khóe miệng giật một cái, Lộ Trùng dùng sức lắc đầu. Trước đây phụ thân nói với hắn, trận pháp này vô cùng lợi hại. Là các đời trước hết lần này tới lần khác gia cố mới hình thành, ẩn chứa trí tuệ lớn. Hiện tại xem ra, trí tuệ cái lông, lão sư qua, tất cả đều thành gà đất chó ngói. Trận pháp dừng lại, không có nguy hiểm, mọi người nối đuôi nhau tiến vào.
mấy gian nhà đá đơn sơ, không biết tồn tại bao lâu. Cho dù có hậu bối thường xuyên sửa chữa lại, cũng có vẻ đổ nát không chịu nổi. Đi thôi. Đi tới trước nhà đá, Trương Huyền ngừng lại. Đây là vật tổ tiên Lộ Trùng lưu lại. Đi theo hắn qua, chỉ vì phá trận. Mục đích đạt được, không có nguy hiểm, qua hay không qua cũng sẽ không quan trọng nữa. Vâng, lão sư. Lộ Trùng gật đầu, đi vào. Thời gian không lâu, hắn đi ra, viền mắt ửng đỏ. Cả nhà phụ mẫu, người thân năm đó bị diệt, hắn bị ép phải chạy trốn, thi thể xương cốt cũng không có thu lại được. Hôm qua suốt đêm hắn đã làm nhiều bài vị, đặt chung một chỗ cùng các đời trước, cũng coi như lá rụng về cội. Thế gian chuyện không như ý thường tới 8-9 phần. Đi thôi. Biết tâm tình của đối phương, biết không có lời khuyên gì hay, Trương Huyền khoát tay áo. Lão sư. Vội vàng bước lên trước, Lộ Trùng cầm một cái quyển trục trong tay đưa tới. Là loại sách thẻ tre, vừa nhìn chỉ biết niên đại rất xa xưa, cũ kỹ không chịu nổi. Chỉ có điều, hình như sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó chế luyện qua, tuy rằng cũ nát, lại bền vững kiên cố vô cùng, sẽ không dễ dàng rơi hỏng. Biết đây chính là bản chép tay do Khổng Sư tự tay viết lưu lại, Trương Huyền nhận lấy, tiện tay mở ra xem. Nói thật, đối với vị lão sư thiên hạ Khổng Sư này, hắn vẫn rất tò mò. Tuy rằng không thèm muốn đồ của học sinh, nhưng liếc mắt nhìn chữ viết của đối phương, chắc hẳn là không có gì đáng ngại. Bản chép tay mở ra, một sự tang thương, sôi trào phát ra. Thư từ nửa đoạn trước, chữ viết mặc dù không tệ, cũng không thể mang đến cho người ta sự chấn động kinh ngạc. Nửa đoạn sau mặc dù chỉ có mấy chữ rất ít, lại có loại cảm giác rồng bay phượng múa, núi lớn đè xuống. Nội dung rất đơn giản, thật sự là thư bình thường. Chắc là tổ tiên Lộ Trùng gửi thư qua, Mẫn Thánh vì báo đáp tỏ vẻ cảm kích, mời lão sư tự mình đáp lại vài câu, cùng đưa trở về. Cúi đầu nhìn về phía chữ viết Khổng Sư lưu lại, Trương Huyền lại cảm thấy một khí tức mênh mông xông thẳng trong đầu, khiến cho tâm cảnh của hắn vốn phẳng lặng giống như mặt nước, lập tức mở ra, trở nên sáng giống như gương. Chữ sư luyện tâm. Có lời đồn đại, danh sư lợi hại lưu lại chữ viết, ẩn chứa tinh thần của hắn và cảm ngộ đối với thiên địa. Thường xuyên quan sát, có trợ giúp đối với nâng cao tâm cảnh người ta cực lớn, cũng chính là cái gọi chữ sư luyện tâm. Chỉ có điều, loại rèn luyện này là một loại cộng hưởng. Trừ khi sư mạch truyền thừa, thậm chí các loại quan hệ huyết mạch, người bình thường nhìn chữ viết tiền bối lưu lại, muốn dẫn động, tỷ lệ rất thấp. Một vạn lần, cũng rất khó dẫn động được một lần. Trương Huyền và Khổng Sư, không có sư mạch truyền thừa và liên hệ máu mủ, lại có thể trực tiếp dẫn động, không thể không nói, vận khí thật tốt. Ầm ầm ầm, cầm lá thư trong tay, Trương Huyền chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình càng vững chắc, mức độ tâm cảnh cũng thong thả tăng lên. Toàn thân giống như là rơi vào ý cảnh đặc biệt, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Điện hạ, nương nương, bọn họ hình như đã lấy được đồ. Phía sau một tảng đá lớn phía trên khe núi, Lương Thanh Mệnh ôm quyền, nói. Đưa ra quyết định, đám người Đinh Mục, Lâm Lung lại đuổi theo. Tuy rằng tập kích bất ngờ thiên tài danh sư nhị tinh, một khi bị điều tra ra, có nguy hiểm rất lớn. Nhưng chỉ cần thành công, hồi báo lớn hơn nữa. Làm danh sư nhị tinh, trên người Trương Huyền này khẳng định có không ít vật bảo toàn tính mạng do lão sư hắn ban cho. Phải một đòn tất chúng, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nghỉ lấy sức nào. Nếu không, một khi phát ra tin tức cầu cứu, hoặc bắt đầu dùng vật bảo toàn tính mạng, còn muốn thành công lại khó khăn. Sắc mặt Đinh Mục nghiêm trọng an bài. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, bản chép tay này phải tới tay. Nếu Dương Sư yên tâm để cho Trương Huyền một mình đi ra, trên người khẳng định có không ít bảo toàn tính mạng. Muốn động thủ cũng phải nhanh, không thể có chút do dự nào. Điện hạ yên tâm. Lương Thanh Mệnh gật đầu. Động thủ đi. Sắc mặt thoáng tập trung, Đinh Mục gật đầu. Nếu như không hạ sát thủ, chỉ đơn thuần cướp giật bản chép tay, ẩn nấp cho dù tốt, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, toàn bộ Hiên Viên Vương quốc, làm không tốt cũng sẽ bởi vì vậy tan biến. Chương 680, hắn là lão sư của ta, 2. Chém giết người, chỉ cần xử lý thỏa đáng, ngụy trang ra biểu hiện giả dối bọn họ bị man thú tập kích bất ngờ giết chết, đánh lừa dư luận. Đợi tới khi thật sự phát hiện, có thể đã dựa vào bản chép tay có chữ Khổng Sư tự viết, tìm được chỗ dựa vững chắc, không cần lo lắng. Danh sư Đường tuy rằng công bằng chính trực, cùng chịu sự khống chế của tổng bộ, nhưng vẫn có phân chia thế lực. Thật giống như đại quan biên giới, nhận triều đình khống chế, giữa tỉnh địa vực, so sánh với nhau, tranh đấu chỗ nào cũng có.
danh sư đường trong cùng thế lực tranh đấu, chỉ cần không xuất hiện vấn đề vi phạm nhân loại, tổng bộ rất ít hỏi đến. Có cạnh tranh mới có tiến bước, mới có thể làm cho nhân loại càng vui sướng đi về phía quang vinh. Đối với danh sư đường mà nói, cạnh tranh cũng là một loại thúc dục. Vâng. Nghe được mệnh lệnh động thủ, ánh mắt Lương Thanh Mệnh nghiêm trọng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, cổ tay lật một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ầm. Bóng người lóe lên, lại từ phía sau khối đá lao ra, hóa thành tia chớp, đâm thẳng tắp về phía trong đám người Trương Huyền. Thực lực chí tôn hậu kỳ hoàn toàn thi triển ra, thời gian trong nháy mắt lại vọt qua khoảng mấy trăm thước, đi tới trước mặt. Trận pháp bị dừng lại, bên trong khe núi không bất kỳ phòng ngự nào. Bởi vậy, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không bị ngăn cản. Lúc này Trương Huyền đang rơi vào trong cảnh giới chữ sư luyện tâm, căn bản không phát hiện ra. Mạc Vũ, Lộ Trùng càng không có nghĩ tới sẽ có người tập kích bất ngờ vào lúc này. Nhìn thấy được kiếm quang vô cùng chói sáng, nghe được trong không khí có tiếng phá âm, đồng tử tất cả mọi người đều co lại, sắc mặt biến đổi lớn. Lão sư, Trương Huyền, thiếu gia, tiếng kêu vang lên, thân thể mỗi một người run rẩy. Lão sư, cẩn thận. Lộ Trùng cách Trương Huyền gần nhất, nhìn thấy được kiếm quang sáng chói như vậy, biết một khi bị đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, viền mắt nhất thời đỏ lên. Vì giúp hắn báo thù, đơn độc một mình đối đầu với Lâm gia, lão sư chưa nói qua nửa câu trách cứ. Vì nâng cao thực lực cho hắn, tốn vô số giá lớn, lão sư không muốn qua bất kỳ hồi báo nào. Truyền thụ võ kỹ, giáo dục công pháp, giảng giải đạo lý tiêu chuẩn làm người, bản chất tu luyện. Không có lão sư, chỉ có thể tu luyện bình thường, cả đời không có khả năng báo thù. Không có lão sư, có khả năng sớm hay muộn sẽ bị Lâm gia phát hiện, sinh tử không do mình quyết định. Là lão sư, khiến cho hắn đi ra khỏi vũng bùn, là lão sư khiến cho hắn có mặt mũi đối diện với người thân đã chết. Đây là người hắn kính trọng nhất, kính yêu nhất. Tuyệt đối không thể có việc gì. Dựa theo người tu luyện như vậy, trong vòng 10 năm cũng không đột phá nổi ích huyệt cảnh. Cả đời này sợ rằng vẫn không có cách nào. Báo thù. Ngươi không cần phải quan tâm ta làm sao biết được. Thù hận nén ở trong lòng, có thể là động lực, cũng có thể là ngăn cản. Ngươi bây giờ ép tâm sự quá lợi hại, sẽ chỉ làm tu vi bị gông cùm xiềng xích, khó có thể đột phá. Ta biết ngươi không nói lời nào, là sợ trong lúc sống không nhịn được, nói ra tên của kẻ thù, gặp phải trả thù. Yên tâm, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, bảo đảm ngươi trong vòng 10 ngày, có thể báo thù. Có thể tin, cũng có thể không tin, lựa chọn do ngươi. Chỉ có điều, cơ hội chỉ có một lần. Thích khách trong miệng các ngươi, vừa vặn ta nhận biết. Đó là đệ tử của ta, ta, là lão sư của hắn. Từng cảnh tượng cùng Trương lão sư tiếp xúc, chảy xuôi ở trong đầu, từng câu vang vọng ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt trong cơ thể hắn sinh ra lực lượng vô hạn, toàn thân giống như là thuấn di, trong thời gian nháy mắt vọt qua khoảng cách mấy thước, chắn ở trước mặt Trương Huyền. Xì. Vào lúc này, trường kiếm của Lương Thanh Mệnh trùng hợp đi tới trước mặt, đâm thẳng vào ngực hắn. Chân khí của cường giả chí tôn, dọc theo thân kiếm, điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể, trong phút chốc, lại phá hủy sức sống. A. Cảm nhận được kiếm khí của đối phương trùng kích ở trong cơ thể mình, toàn thân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách, Lộ Trùng gầm lên giận dữ, hai tay duỗi ra, đưa về phía trước, nắm chặt lấy trường kiếm của đối phương ở trong lòng bàn tay. Ngươi, không nghĩ tới một đòn tất sát, lại bị người này ngăn cản, sắc mặt Lương Thanh Mệnh trầm xuống, muốn đâm xuyên qua đối phương, lại giết chết Trương Huyền. Nhưng hắn lại phát hiện trường kiếm bị đối phương hung hăng nắm chặt, giống như là cắm ở trong tảng đá, bất kể đâm hay rút, đều không có chút dịch chuyển nào. Buông tay. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, bị một kẻ tông sư cảnh ngăn cản, Lương Thanh Mệnh vừa vội vừa tức. Hắn rít gào một tiếng, chân khí trong cơ thể dọc theo trường kiếm không ngừng truyền về phía đối phương, dường như muốn tiến hành chém giết trước, sau đó lại động thủ đối với Trương Huyền. Ngươi không thể tổn thương hắn, bởi vì cảm nhận được sức sống trên người ở dưới chân khí của đối phương điên cuồng chút xuống, dần dần tiêu tan, Lộ Trùng hoàn toàn không có chút hối hận, trái lại ánh mắt nghiêm trọng, mang theo sự kiên định cho dù là ai cũng không có cách nào dao động. Hắn là lão sư của ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 680.